Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 714 487 ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng. Duy và Lê Thái xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV phát hành live trên băng tầng KDOC 56.10 ở miền Nam Cali, KSCG 16.11 ở miền Bắc Cali và KBBS 27.6 cho vùng Houston, Texas. Và chương trình cũng được đăng live stream trực tiếp trên Lido TV.com. Quý vị quá bận rộn không thể coi trực tiếp, có thể ấn like và subscribe trên YouTube và Facebook của Đài để mà có thể theo dõi tất cả những cái chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 1 năm 2023. Một lần nữa thì gửi lấy chào nào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em gửi lấy chào đến chị Nhi Huyền. Chào Lê Thái và <laughs> yeah. Happy New Year và kính chào tất cả quý vị khán giả đang yeah. xem chương trình Cà Phải Sáng ngày hôm nay. Và đây cũng là đúng thật sự là năm mới của ngày hôm nay. Thì Nhi Huyền với Lê Thái cũng kính chúc tất cả thế giới của mình là không có chiến tranh nhiều và cũng không có bệnh tật như những năm trước thưa quý vị. Và quý vị cũng um, an khang thịnh vượng và có một cái năm mới thật là vui vẻ và có nhiều điều tốt lành cho năm sau. Dạ vâng và cũng trong dịp năm mới thì cũng mong tất cả quý vị đón chào những cái nào mới hết tất cả mọi cái điều mới từ Lido Sài Gòn TV cũng như là trong chương trình cà phê sáng cuối tuần của Như Huyền và Lê Thái chúng tôi sẽ luôn luôn lúc nào cũng tiếp tục gửi đến những cái bản tin vô cùng ý nghĩa quen thuộc bổ ích chung quanh chúng ta chúng ta sẽ có nhiều thêm nhiều cái kiến thức trong cái chương trình cà phê sáng cuối tuần bởi những cái bản tin mà Như Huyền và Lê Thái đem lại đưa đến cho quý vị cũng là một trong hình thức mà chị em chúng tôi học hỏi những cái kiến thức ở ngoài xã hội rộng lớn bên kia quý vị cũng vậy. À, đầu chương trình ngày hôm nay thì là một cái câu thông tin về những cái ứng dụng hẹn hò thưa quý vị à, nói đến ứng dụng hẹn hò à, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là nó chỉ dành cho những cái loại gọi là những cái lứa lứa tuổi mà trẻ trẻ này nọ mà kiểu mà à, teenager hay nọ thì khi mà tìm hiểu những nó muốn tìm những cái người bạn tìm những cái bạn trai bạn gái này nọ thì nó sẽ lên nhiều cái ứng dụng hẹn hò hơn ừ. à, thì thật sự thưa quý vị đến thời điểm này thì ứng dụng hẹn hò nó không nó nhắm vào một bức một cái đối tượng nào khác cả tất cả mọi người chúng ta đều có thể tham gia vào những cái ứng dụng mà hẹn hò này ờ, nói nói đi cho cùng thì cái ứng dụng hẹn hò này đó, đối với những người mà có gia đình rồi có bạn trai bạn gái rồi hoặc là chúng ta có gia đình rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta sử dụng nhưng mà nói vậy thôi chúng có nhiều người vẫn nhiều sử dụng yeah. có nghĩa là vẫn có gia đình mà vẫn có cái ứng dụng hẹn hò ở trong đó không biết cái, không biết cái phụ nào sao, mà không biết làm gì trong đó hẹn hò hay trong đó nhưng mà vẫn có ngày hôm nay thì lê thái đưa đến quý vị thông tin về những cái chàng trai hàn quốc thú vị theo thống kê của những cái người làm nghiên cứu khảo sát về những cái ứng dụng hẹn hò của trên toàn thế giới đó, thì nam giới của Nam hàng là một trong những cái giới tính mà trong một trong những cái gọi là cái thành phần lên cái ứng dụng mạng hẹn hò nhiều nhất ở trên thế giới và trung bình là có 80% người sử dụng ứng dụng hẹn hò là nam trong khi là nữ giới ở Hàn Quốc thì người ta chỉ dùng chúng với thời gian là lâu hơn mà thôi có nghĩa là người ta sử dụng không nhiều nhưng nam giới thì sử dụng rất là lâu Thống kê của nền tảng phân tích dữ liệu là Wise App cho thấy rằng là nam giới ở đất nước Nam Hàn đang chiếm tỷ lệ áp đảo nữ giới trên các ứng dụng hẹn hò. À, ví dụ như là quý vị có biết cái mạng mà chúng ta biết là Tinder là một trong những cái mạng mà rất là phổ biến ở Hoa Kỳ chúng ta. Có đến là 84.2% những cái ơn người nam vào trong đó để mà người ta tìm kiếm những cái người bạn, bạn gái, bạn tình này chẳng hạn. Hay là cái Weeby là 78.8%, Clam là 86.1% và Gia Đình là 90.3% và đây là cái điểm khác biệt rất lớn bởi như mà chúng ta thấy rằng là những cái thị trường ở khác á mà cái ứng dụng hẹn hò ở những cái quốc gia khác á, thì cái tỷ lệ giữa nam và nữ nó nữ á nó tham gia vào những cái ứng dụng này nó khá cân bằng và có độ mà chênh lệch nó không nhiều đối đến như vậy nhưng riêng Hàn Quốc á thì nó chênh lệch quá nhiều như vậy đến hơn 80% thưa quý vị. Và đến tính đến tháng 8 năm 2023 thì Tinder là một trong những cái ứng dụng hẹn hò được nhiều người Hàn Quốc sử dụng nhất với là 420.000 tài khoản Tinder. Tiếp theo là Weeby, Clam và Gia Đình lần lượt là 330.000, 280.000 tài khoản và 170.000 tài khoản. ở à, cái sự tin tưởng của những cái nam giới ở Nam Hàn người ta đưa tin vào cái ứng dụng hẹn hò à, còn được thể hiện ở những cái tỷ lệ tài khoản có trả phí có nghĩa là ta trả những cái chi phí để người ta mở ra những cái tài khoản đó. Và đại diện của cái tạp chí Amanda cho biết rằng là 90% thành viên trả phí là nam. Điều này cũng tương tự với lại BNK Lab với tỷ lệ là 70%. À, hầu hết thì chúng ta thấy những cái ứng dụng hàng hò, quý vị biết không, nó đều tính giá nam cao hơn nữ cả. Và dù cùng một loại dịch vụ như là mở hồ sơ hoặc là gửi tin nhắn, thì các ứng dụng hàng hò như là Amanda và Sweetme là có 30% cái điểm, nó có là 4.500 won. À, nam giới thì người ta có 5 điểm để xem hồ sơ của người khác, trong khi phụ nữ chỉ cần có 2 điểm mà thôi. Và đó là một trong những cái gọi là cái ứng dụng mà chúng ta thấy rằng nó nó phổ biến rất là nhiều ở à, Nam Hàn hiện nay à, Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia sử dụng internet phổ biến nhất ở trên thế giới và quốc gia này hiện nay là có 170 ứng dụng hẹn hò ở trong nước à, có giá thị có giá trị thị trường ước tính là 46 Mỹ kim với 3.3 triệu người người ta sử dụng và điều này cũng làm tăng số lượng số lượng những cái vụ mà lừa đảo tình cảm qua những cái ứng dụng hẹn hò này và những cái cơ quan hỗ trợ pháp lý ở Hàn Quốc người ta cũng nói là có 88 yêu cầu tư vấn liên quan đến những cái à, vấn đề lừa đảo tình cảm vào năm 2023 vừa qua. À, tăng đáng kể so với 22 vụ của năm 2019 mà nó đã xảy ra ở Hàn Quốc và chúng ta thấy rằng Tinder hay là nhiều cái ứng dụng hẹn hò khác là một trong những cái ứng dụng hẹn hò mà phổ biến ở quốc gia Nam Hàn cũng như là ở Hoa Kỳ. Tinder nhiều lắm nha, sẽ Tinder nhiều lắm. Chỉ có không? Tính, chị, tính hỏi thái là em tính hỏi chị chị có không chị giờ, biết thế khai mà. đi về chị khai đi chị không không có sai đâu đi. đưa điện thoại đang kiểm tra nè cho <laughs> em luôn thôi mà <laughs> tự nhiên ở trên đây kiểm tra điện thoại nói chung là mình có thì cũng không sao nhiều người người ta nói rằng là người ta sử dụng những cái mạng ứng dụng đó để người ta tìm kiếm những cái người bạn những người đối tác làm ăn cũng có nữa ừ. thì chúng ta cứ tin vậy đi đúng rồi chúng ta có thể mở rộng những cái mối quan hệ bạn yeah. bè ở trên những cái mạng đó ai à, biết, biết, à, biết được không ai biết được nhau lại thái Thưa quý vị, vào năm 2024 này thì những cái công viên quốc gia có những cái thay đổi thì hôm nay Như đưa tin cho quý vị để biết khi mà mình đi tới tham gia những công viên quốc gia thì có hơn 400 những công viên quốc gia ở Hoa Kỳ thì trong đó 109 là trả cái tiền phí vô cửa là mình phải trả tiền khi vô cửa, còn lại đa số là free hết. Đó là cái sự thay đổi trong năm 2024 cho các quý vị nào để tham khảo biết để mình đi biết thì ngày hôm nay Như sẽ đưa cho quý vị đó là những cái công viên quốc gia uh, đó là vào những cái ngày lễ này, Rồi những cái công viên quốc gia cụ thể Thì những cái công viên lớn đó thì sẽ trả tiền Thì những công viên quốc gia đang cung cấp uh, Vé vào cửa miễn phí uh, Vào năm 2024 thì 109 công viên trong đó các công viên phổ biến nhất đó là Canyon, Zion, Rocky Mountain hoặc là Yosemite, Yellowstone, Joshua Tree and Glacier. Đó là những quốc gia phải trả tiền. Nhưng mà cái giá tiền nó dao động từ 20 đô la cho tới 35 đô la. Tùy theo mỗi cái quốc gia thì quý vị vào cái website để quý vị biết. Nhưng vào những cái ngày lễ như này giống như là January là ngày ngày 15 tháng 1, ngày 20 tháng 4, ngày 19 tháng 6, ngày 4 tháng 8, ngày 28 tháng 9, ngày 11 tháng 11. Quý vị nhớ những cái ngày lễ này thì là sẽ đi vô quốc đi vô những cái công viên này mà không phải trả tiền thưa quý vị để mình biết để mình khỏi phải đặt vé vào cái thẻ hoặc là quý vị có mua cái thẻ đó là 80 đô la Hàng năm luôn thì quý vị đi vô trong suốt một năm luôn Nó rẻ hơn cho 109 cái công viên đó Còn lại cái hầu hết là những cái công viên được đi vô free Và cái thẻ tiêu chuẩn công viên là khi quý vị đi vô Thì quý vị phải đặt vé riêng giống như là vô Yosemite Vào mùa hè này thì quý vị phải đặt vé và đặt parking trước à, Như là công viên Yosemite gần đây là thông báo Rằng phải cần đặt chỗ trước vào ngày 13 tháng 4 Đến ngày 30 tháng 6 và 17 tháng 8 đến ngày 8 ngày 27 tháng 10 thì bao gồm cả những ngày lễ quý vị cũng phải đặt vé và phải, phải trả tiền và kể cả parking thì mới được đi vô cái công viên này còn lại những cái công viên khác thì quý vị sẽ đi vô free tuy nhiên mà quý vị có thể mua vé hàng năm thì nó rẻ hơn thì quý vị đi vô lúc nào cũng được hết thì tùy theo cái giá vé như thế nào từ 20 cho tới 45 đô thì quý vị đi tới cái những cái website của những cái công viên này quý vị sẽ thấy thì ở trên màn hình quý vị thấy những cái ngày là nhớ là ngày 15 tháng 1, 20 tháng 4, 19 tháng 6, ngày 4 tháng 8, ngày 28 tháng 9, ngày 11 tháng 11 thì những cái ngày đó quý vị sẽ đi vô tất cả những cái công viên của Hoa Kỳ là được free không cần trả tiền. Wow, đây là một thông tin mà chúng ta thấy rất là hữu ích nha quý vị. À, nếu như chúng ta trong những cái ngày lễ đó mà chúng ta muốn đi chơi hay là muốn hang out muốn đi hiking, kiện muốn đi mà giống như cắm trại camping cùng với là gia đình hoặc bạn bè thì đây là một trong những cái list mà chúng ta thấy rằng là rất là hữu hiệu khi mà chúng ta có sẵn một cái list mà chị Như Huyền đưa như vậy ừ. thì thích đi không đi hả? thế đây vô đó em nhớ rất nhiều lúc đẹp lắm thích, em không? Rất, tìm thích. hiểu cái lịch sử của những cái công viên đó nữa yeah, rất là đẹp à, quý vị và hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ chờ lại Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 Sâm năm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhiều Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, vào những ngày lễ vừa rồi, có những quý vị hoặc là có những người họ đi chơi có một cái kỳ lễ rất là hoàn hảo. Tuy nhiên cũng có những người cái kỳ lễ đi chơi của họ như là disaster, là gặp những bí cố mà xảy ra, không may mắn xảy ra. Thì ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái bản tin một trong những cái nhóm người ở Anh họ đi trên một cái cruise tới Caribbean. Trên cái cruise đó rất là đẹp đi, rất là bình thường, rất là bình an và vui vẻ như là một cái Stream uh, giấc mơ để mà đi chơi như vậy tuy nhiên khi mà cái cuộc khi mà họ đang chuẩn bị đi về đi lên trên máy bay thì xảy ra một cái sự cố rất là tội nghiệp thưa quý vị thì họ nghĩ đó là một cái kỳ nghỉ rất là hoàn hảo thì các hành khách đã đặt chuyến du ngoạn hai tuần trên cái con tàu RVA sang trọng và cái con tàu ở trên quý vị thấy ở trên hình có 30 quán bar có bốn hồ bơi và uh, thiết lập để chở những người họ đi chơi xung quanh cái biển đó rất là đẹp ở Caribbean là bao gồm đi qua Antigua, Lucia và do, Dominica. Thưa quý vị đi qua những cái vùng đó thì họ đi chơi cái cuộc uh, uh, du lịch này nó rất là hoàn hảo và nó rất là an toàn. Tuy nhiên khi đi về họ lên một cái chiếc máy bay thuê bao cho công ty du lịch tổ chức để đưa họ từ Papados đến Manchester vào ngày 23 tháng 12 đó. Nhưng sau khi cất cánh máy bay đã trải qua một cái khủng hoảng. Uh, turbulent đó là một cái cơn ác mộng cho những cái hành khách trong đó tạo ra cái sự hỗn loạn ở trong không khí làm cho máy bay nó bị dòng rất là nhiều và rất là mạnh và kéo dài tới 2 tiếng rưỡi đồng hồ thưa quý vị nó rất là lâu mà tưởng tượng ngồi trên máy bay mà bị dòng uh, bị sốc như vậy mà hai tiếng là quá lâu đó là cái chiếc Airbus 300-200 uh, do Medlab Aero vận hành với cái tốc độ là 38.000 feet thì máy bay phải chuyển hướng tới sân bay LF quay ở Bermuda, hơn 11 hành khách đã đưa lên bệnh viện, đã bị phải tới hospital và người phát ngôn viên của P and Crew xác nhận rằng tất cả đều xuất viện trong ngày hôm đó là bị thương nhẹ thôi chứ không có ai bị bị nặng hết và trong đó chỉ có 13 phi hành đoàn bị thương. Nhưng mà để họ đi về và đi về nhà để cho kịp cái cuộc giáng sinh á thì lại bị cản trở vì tới ngày 26 tháng 12 họ cũng chưa về được luôn bởi vì cái chuyến bay đó nó bị có uh, một chuyến bay thôi và nó bị trục chặt như vậy thì các quý vị ở đó các những hành khách ở đó phải ở lại cái khách sạn ở tập Pimira và ở lại cho tới gần cuối tháng 12 họ mới được đi về thì đó là một trong những cái sự cố xảy ra trong cái cruise của những hành khách này thì rất là không may mắn. Dạ vâng kính uh, thưa quý vị trong cuộc sống của chúng ta hiện tại thì uh, ở Hoa Kỳ chúng ta nó, mà người ta nó có cái câu là không mượn nợ thì chúng ta ở Mỹ chúng ta cũng không làm gì được đúng không? ở Mỹ là đa phần là chúng ta phải mắc nợ, mắc nợ là chúng ta mua uh -huh. nhà chúng ta phải mắc nợ mua xe phải mắc nợ, tại vì uh, mắc nợ cũng là một hình thức để mà chúng ta build cái điểm tín dụng, đúng rồi 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 build cái điểm credit yeah. lên. Uh, nhưng mà ở Việt Nam hay là ở bất kỳ một quốc gia nào mà chúng ta thấy rằng là mắc nợ nó là một cái khổ, một cái sự thống khổ bên đây thì mình nợ cũng là khổ chứ không ai nói mà nợ, mình nợ mà sướng cả quý vị đúng rồi. nợ ai cũng khổ hết nhưng mà nợ của hoa kỳ thì nó đỡ hơn đúng không nó nợ ừ. nó đỡ hơn nhưng mà à, tốt nhất thì cuộc sống của chúng ta là chúng ta đừng để cho chúng ta bị mắc nợ và cũng đừng để cho chúng ta trở thành một kẻ là một cái người gọi là chủ nợ ừ. nói đến cái chủ nợ hoặc là người đi vay nợ thường biết là chị như huyền từ xưa giờ có cho ai mượn nợ bao giờ không? trong nhà thì mình cho mượn qua mượn về thôi trong, còn đi mình... những người quen quá <laughs> dạ, còn nếu mà đi mượn nợ lấy lãi rồi thì không có nhưng không có làm điều đó uh, lấy yeah. lãi lấy lời rồi lấy, yeah. nghe lấy lãi lấy lời mà nhiều người ta biết chữ lãi đó. lấy lời thưa quý vị uh -huh. có nghĩa là chúng ta lấy những cái phần lời của của cái tiền nợ đó thì uh, đa phần thì chúng ta không phải là những cái người mà cho, cho mượn nợ để lấy lãi uh -huh. uh, cho vay nặng lãi thì đó đó là chỉ những cái người gọi là người ta muốn kinh doanh ở trên cái số tiền đó hoặc là luôn ở bên đây chúng ta thấy luôn người ta vẫn có lấy tiền lời chứ không phải không yeah. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho những người bạn, những người thân yêu chúng ta cho mượn tiền thì đó không phải là cái chuyện mà chúng ta mượn lấy lãi mà nhiều khi chúng ta bị mất tiền mà mất bạn luôn. Dạ. Yeah. Thành ra ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị là hai cái quy tắc rất là quan trọng của một cái giáo sư tại trường đại học Harvard là bà Sarah Chenhu. Bà này chỉ ra rằng là chúng ta nên biết hai cái quy tắc quan trọng trước khi mà chúng ta cho mượn nợ. Quy tắc đầu tiên thưa quý vị đó là quy tắc gì? Bất cứ mà chúng ta cho ai vay tiền thì chúng ta chỉ nên cho vay số tiền mà chúng ta có thể đánh mất mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Và nếu thực sự họ không muốn trả lại tiền cho mình á, thì chúng ta cũng đã học được một cái bài học vô cùng quan trọng. Là sao? Có nghĩa là khi mà chúng ta cho mượn nợ đó thì chúng ta cho mượn nợ chúng ta phải biết trước rằng là nhớ nha mày cho người ta mượn cái số tiền này là mày phải hỏi trước là trường hợp là mày mất số tiền đó rồi đó. Có nghĩa là mình phải hỏi trước trường hợp là mình sẽ bị mất số tiền đó là người ta nói là trong cái khả năng chúng ta số tiền đó nó mất nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta thì chúng ta có thể chúng ta mượn, cho mượn nợ với một hình thức cho mượn ít theo cái khả năng của mình cái quy tắc thứ hai thưa quý vị đó là đừng đặt mình vào cái tình thế là phải cho vay hoặc là chúng ta phải mượn tiền bất kỳ ai trong cuộc sống này và người ta có một cái quy tắc là không nên đóng bất cứ cái vai nào kể cả là người cho vay hoặc là người đi vay tại vì khi mà chúng ta đi vay á thì chúng ta cũng là một cái người rất vô vô cùng thống khổ lúc nào chúng cũng trong cái trạng thái là lo lắng để mà chúng ta trả tiền và chúng ta phải phải trang trải nhiều cái số tiền khác nhau để mà trả nhưng mà chúng ta nằm ở trong cái trạng thái là chúng ta là người cho vay thì cũng khổ lắm. lên lớp lúc nào cũng sợ người ta lấy tiền mình mất tiền đó là những cái quy tắc mà người ta đưa ra là quy tắc thứ hai và theo ông Wayne Malis là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản và tư vấn đầu tư Great Lake Benefit Uh, and well Management ở Sandusky, Ohio, Hoa Kỳ, thưa quý vị, thì ông cho rằng là hãy chuẩn bị tinh thần rằng là chúng ta có thể sẽ không bao giờ lấy lại được tiền và bảo đảm rằng là chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó về mặt tinh thần và trong trường hợp mà không giải quyết được cho vay một khoản tiền thì trên chúng ta nên thực hiện các quy tắc như thế này uh, để cho mà an toàn. Đầu tiên đó, là chúng ta hãy nói với bạn bè hoặc là người thân rằng là chúng ta cần suy nghĩ về việc cho họ vay tiền. Và việc cho vay nó bốc đồng có thể thực sự là nguy hiểm và nếu đây là vay một cái khoản tiền rất là nhiều thì chúng ta nên xác định là có đủ khả năng hay không để cho vay số tiền đó hay không. Và nếu mà đối phương không trả được thì sao? Thì cần cẩn trọng để mà xem xét tình hình tài chính của bản thân mình trước khi mà chúng ta cho vay. Thứ hai là chúng ta phải luôn giao kèo bằng giấy tờ. Chúng ta càng cho vay nhiều tiền thì cái điều này càng trở nên quan trọng. Và giấy tờ cụ thể để chứng minh cho việc là bạn cho biết rằng đối phương cho bạn mượn tiền để mà chúng ta tránh những cái vấn đề pháp lý sau này cho dù từ 100 mỹ kim cho đến 5.000 mỹ kim hay hơn nữa chúng ta vẫn phải thiết lập một cái văn bản một cái giấy nợ để mà chúng ta viết giúp cái việc mà chúng ta lấy lại tiền đó, nó trở nên dễ dàng và đơn giản hơn và đỡ rắc rối tranh cãi về sau hay là mất những cái tình cảm chung quanh những người thân yêu đó à, cái vị chuyên gia này cũng nói rằng là chúng ta quan trọng là phải minh bạch trong suốt thời gian vay và phải trả nợ để mà bảo đảm không ảnh hưởng đến tình bạn và gây ra bất kỳ những cái căng thẳng cảm xúc không cần thiết nào và chúng ta cũng như là người vay cũng cần phải giải quyết kế hoạch trả nợ được lập thành văn bản bao gồm ngày vay số tiền chúng ta vay điều khoản trả nợ lãi suất và ngày đến hạn thanh toán và phương thức thức trả tiền một cách rất là thấu đáo để mà không ảnh hưởng về sau cái mối quan hệ xã hội mối quan hệ trong gia đình thì thấy nó dễ dàng hơn là mình đi mượn nhà ban mượn người cha mượn nợ chị ơi thật luôn á nợ tiền là mệt nợ tình cũng mệt nợ cái gì cũng mệt thú vị nợ tình nợ tiền nợ, nợ tình, tình còn khó trả hơn nợ tình khó trả lắm thiệt thấy sợ nợ tình lắm luôn chị vậy á... là em nợ <laughs> sao lần nào mà nói gì cũng mỗi lần không? nói một cách là quay qua chị là, là, là người quay. gây nên những cái mối mối nợ tình rất là nhiều trong cái cuộc sống này không sao biết hay, hay vậy vì chỗ phụ nữ đẹp thì thường người ta hay gây những cái nợ tình đó như vậy tháng khéo nói vậy sợ <laughs> ok thưa quý vị À, ngày hôm nay có cái một tin vui trước khi mà Christmas quý vị cũng thấy là ở bên uh, mình dịch Nona là shelter là bên tiếng Anh nhưng mà dịch Nona ra giúp là trại mồ côi hoặc là nơi trú ẩn của những con động vật ở Lê Thái Đó Đúng. thì đó là những cái con vật nó không có chỗ, không có người nuôi, nó không có ai hoặc là đi lạc thì nó vô những cái shelter thì đi vô những cái trại mồ côi đó thì vừa rồi ở Pennsylvania là lần đầu tiên trong 47 năm cái shelter đó đã trống rỗng thưa quý vị tức là những cái con vật này đó đã được nhận nuôi và có nơi nhà ở đàng hoàng thì đó là Pennsylvania Adam County CSPCA là gần như là trống rỗng quý vị thấy trên màn hình là mọi người có như là rất là hân hoan và vui vẻ từ vì những cái shelter những cái nơi đã bị trống rỗng và những cái con thú này đã được uh, nhận nuôi trước khi mà giáng sinh tới thì Adam County SPA là nơi trú ẩn và gần hai tuần về trước là nó đầy nghịch luôn thưa quý vị vẫn đông đủ như vậy nhưng mà sau hai tuần thì rất là trống và những cái con vật này đã được nhận nuôi một số gia đình đã sử dụng cái chương trình để mà trang trải và những cái phí để mà nhận nuôi những cái con vật này và nơi trú ẩn đầu tiên cái ngày cuối cùng thì cái con mèo còn lại đó là tên Maya 3 tuổi cuối cùng cũng được một gia đình tới nhận nuôi và những người đó họ đã khuyến khích những chủ sở hữu là suy nghĩ những cái điều cần thiết để nhận nuôi thú công Thú cưng khi mà đến cái shelter đó vào năm 2023, họ cho biết rằng 598 con vật đã được nhận nuôi và 125 con đi lạc đã được đoàn tụ lại với chủ. Nói cái điều này là may mắn cho cái shelter này nhưng mà thật ra có hàng chục cái shelter khác, những cái trại mồ côi của những con động vật khác vẫn còn đông lắm thưa quý vị và không có ai nhận nuôi hết thì họ khuyến khích là chúng ta nếu mà cần những con thú nuôi thì đem về để mà mình nuôi những cái con vật này để cho nó không còn bị mồ côi nữa. Dạ vâng, đây là thông tin rất là ý nghĩa. À, những người yêu động vật thì chúng ta thấy những hình ảnh này rất là đau lòng thưa quý vị. Nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh thôi, nhiều gia đình chúng ta là có con em, có trẻ em hoặc là chúng ta cái điều kiện chúng ta không có, thì cái chuyện mà chúng ta muốn mong muốn nhận nuôi một cái con chó nó mồ côi nó khó. cũng là một vấn đề rất là khó. Trừ khi nào mà tất cả một cái chúng ta đều thoải mái, đơn giản hóa hoặc là chúng ta có khu có khu một cái khu vực á thì chúng ta có thể nhận nuôi những cái con này để mà giúp giống như là một hình thức mà chúng ta đổ, um, gọi là làm từ thiện như đó yeah. <laughs> dạ vâng, vâng quý vị dũng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 sâm ngâm mật ong mistlin và hà thủ ô mistlin gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng cảm ơn quý vị vừa với làn sóng của Lido sài gòn tv trong chương trình cà phê sáng cuối tuần cùng như hiền và Lê thái trong những ngày đầu năm mới thưa quý vị. À phải nói rằng là trong cuộc sống không 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 ai mà không dám nói là chúng ta chưa bao giờ một lần bi quan đúng không ừ. ai cũng phải trải qua một lần buồn bã bi quan thất vọng hay nhiều khi chúng ta bị lạc dùng đúng từ là lạc lối lạc lối đây không phải là lạc lối trong cái vấn đề mà tài chính hoặc là tình cảm lê thái nó bao quát hết có nghĩa là khi mà chúng ta bị bi quan lạc lối thì nó rất là nhiều cái cảm xúc nó đang xen vào trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành một người bi quan thí dụ như chúng ta đang buồn cái chuyện ở à, bị nhỏ khi nó bỏ nó đá cái, cái hết hồn luôn tự nhiên đang yêu đương thì nó bị nó đỏ bỏ một cái rồi tự nhiên quay về nhà thấy ba mẹ rồi thấy thấy thấy, thấy, la rầy mình rồi tự nhiên quay qua cãi lộn với anh chị rồi nhìn qua thấy tiền bạc không có bị mất việc này nọ thì tất nhiều cái nó nó nó, đang xen vào nhau nó đổ dồn mà chúng ta bị bi quan không phải là nhiều người có bi quan một cái nhiều người tự nhiên về người đó gọi là dồn dập dồn dập một đống vô vậy đó, thì bị bi quan thì nhiều khi cái bi quan đó làm cho chúng ta không có lối thoát nhiều người không được tư vấn nhiều người không được mà chia sẻ không được mà vỡ cái đầu ra để mà chia sẻ cho tất cả những người khác thì chúng ta bị ứ động ở trong người chúng ta nó giống như là một cái gì đó nó chất chứa đó chúng ta sẽ bị bung ra hoặc là chúng ta sẽ sẽ đi đến những cái hành động rất là xấu thí dụ như là tự tử hoặc làm những chuyện đồi bại à, <laughs> à, những chuyện nó 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 bị tiêu cực chứ không phải đồi bại làm những chuyện bị tiêu cực hoặc là chúng ta có thể là sẽ giải quyết tình huống theo một cách nó nó không có tốt chút nào thì hy vọng là trong cái cuộc sống chúng ta sẽ không gặp những điều đó nhưng thưa quý vị biết không ở Nhật Bản Em phải công nhận một điều là Nhật Bản nó có quá nhiều những cái gọi là cái quán ăn, những cái quán cà phê mà nó nó gọi là nó đánh vào cái tâm lý của những cái người mà gọi là những người tiêu dùng, những người người ta gọi là những cái khách hàng. Đánh, đánh vào tâm lý rất hay thưa quý vị. Lúc trước thì Lê Thái có nói về cái quán cà phê mà cái quán ăn mà đến mà cho tác bác 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 mặt là chị nhớ không? Tác mà phải trả tiền. Mà nhiều người ta thích tác kiểu mà giống như là cái cái kiểu mà thích bạo lực như vậy đó. Ngày hôm nay có một cái quán cà phê thưa quý vị, đó là quán cà phê phục vụ những người bị bi quan trầm cảm cô đơn. À, cái quán này tên là Mori Uchi là một cái quán đồ uống được người dân Tokyo người ta rất là yêu thích bởi không chỉ là nó phục vụ những người có suy nghĩ tiêu cực không mà có thể là có một cái không gian thoải mái để cho người ta có thể đến đây hàng ngày và người ta có thể xả stress và có thể giải quyết được những cái tiêu cực trong cái đầu trong cuộc sống. Cái người sáng lập ra cái quán cà phê Mori Uchi này không nghĩ tiêu cực là xấu nhưng ông nói rằng là bản thân ông là một cái người rất là dễ nhạy cảm và buồn bã, dễ tổn thương nên ông đã nảy ra một cái ý định là ông mở một cái địa điểm cho những cái người cùng hoàn cảnh với mình như vậy hơn chục năm trước. Nhưng đến đại dịch Covid-19 thưa quý vị thì quán này mới được mở ra có giờ ông ấp ủ rất là lâu rồi nhưng mà ông mới mở ra trong đại dịch Covid-19. Ông nói rằng là có nhiều người có xu hướng không sống thật với bản thân và ông nghĩ rằng là cái quán cà phê của ông thật sự là nơi họ cần được thư giãn. Và không gian những cái quán cà phê mà Mori Ochi này thiết kế chủ đạo bằng gỗ, bố trí những cái cây xanh rất là nhiều. Rồi cái chủ quán đặc biệt là tạo nhiều cái không gian cho một người, nơi họ không phải lo những cái ánh nhìn từ người khác. Ngồi một mình cô đơn buồn xó xó trong đó đó, tại vì tao đang buồn mà. Tôi đang buồn mà mắc gì mà mấy người nhìn tôi, mấy mấy người làm cho tôi buồn thêm đúng không? Nhiều người người ta bi quan, tao muốn ai nhìn mình hết, muốn một rủ rủ, rũ rú một mình ở trong một cái chỗ vậy. Thì ông đánh vào cái tâm lý đó, ông tạo những cái chỗ ngồi một mình thôi cho những người đó theo ý khách hàng. Và cái thứ duy nhất cái quán cà phê này muốn uh, muốn đem lại đó là họ muốn cái nhóm màu tiêu cực là tên một cái món mà trong những cái quán mà cái chuỗi quán này có những cái món thức uống ông đặt tên những cái gọi là tiêu cực thí dụ như là uh, thức uống buồn bã, thức uống cô đơn, thức uống thất tình, uh, thức uống bị tan vỡ đó, đó mấy thức uống đơn, đơn giản như vậy đó thì rất là hay thú vị. Và ông nói rằng là ông hầu hết Tất cả các loại cocktail của ông phục vụ tại quán được pha chế từ những cái nguyên liệu có màu sắc rất là sặc sỡ. Tuy nhiên thì những cái thực khách này sẽ thất vọng bởi cái hương vị và màu sắc kỳ quái của thành phẩm đó nó không giống như là mình mình thấy được ở trong những cái quán khác à, nó đẹp như vậy. Và mỗi khách đến quán phải trả là 300 yên tương đương là khoảng chừng là uh, 20 đô, 20 đô la của mình cho vé vào cửa và được chọn thêm một cái loại đồ uống hoặc là thức ăn nào mà họ yêu thích và trước cái dịch vụ này thì nhiều cửa hàng của Nhật Bản cũng đã cung cấp những cái trải nghiệm ẩm thực kỳ lạ để mà hút thác khách thú vị như Lê Thái đã nói thì đầu năm 2023 đó thì có một cái nhà hàng ở tỉnh Nagota à, đã bán những cái món ăn gọi là bán những cái gọi là cái nhà hàng buffet mà có những cái tác rồi ở đó cũng rất rất là được nhiều người người ta gọi là người ta quan tâm rồi trước đó có những cái quán gọi là nó chỉ dành cho những cái người gọi là thích những cái cô gái mặc bikini thôi mặc bikini hay mỏng thôi hoặc là có những cái quán thưa quý vị chỉ đến đó là chỉ dành cho nam giới mà thôi. Uh -huh. Thì những cái quán đó nó đánh vào cái tâm lý của những cái người thực khách rất là hay. Uh -huh. Và đây là một trong những cái quán mà nó dành cho những người bi quan. Hay bữa, hả? Nào, hay bữa nào bi quan hai chị em mình dẫn nhau đến đó mỗi chị em hai chị em mình mỗi người ngồi trong một một cái góc gì đó đừng ai nói chuyện với ai đó, đó bi quan mà bi, bi quan, quan phải vậy chứ mà mình đừng ai nói chuyện ngay tại vì hai tụi mình nói chuyện quá nhiều đó <laughs> chứ không mà tí tự đâu còn bi quan nữa đâu Cuộc không? sống cái phần cũng cần phải có sự bi quan thôi tại nhiều người, người ta nói em nói, nói nhiều quá một, một số người bạn nói lời thấy nói nhiều quá mà thật sự là nói nhiều thiệt và những người nói nhiều mà lúc nào cũng thấy bi quan chưa chắc trong cái cuộc sống của người ta cũng có cái có điều là không muốn nói ra nhưng thế. mà đặc biệt đúng như không? quý vị quý vị nào mà tiếp xúc Lê Thái rồi quý vị thấy cuộc sống nó tươi dữ lắm luôn yeah. em gặp Lê, Lê Thái là ơi. vui rồi em dẫn <laughs> <em cười> cho dù mọi người cảnh đang buồn đang cô đơn đang gì tất cả một cái gặp Lê Thái là Lê Thái chỉ cười thôi Lê thành Thái có cái điều thật đó thật. rất là hay thưa quý vị đúng vậy thành như quý vị buổi sáng mà thấy cái bảy chủ nhật mà có buồn bi quan thì gặp Lê Thái đây. Đó dạ. là Lê, là thêm buồn rồi bọn, thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Yeah. Thưa quý vị, ở Mỹ chúng ta có một khi mà đi shopping có một cái điều mà chúng ta thích nhất đó là free return rất là nhiều và thưa quý vị, nhưng vào vào năm 2024 họ sẽ hầu hầu hết luôn những cái công ty những cái shopping online hoặc là những cái cửa hàng họ sẽ không cho free return nữa thưa quý vị. Phải trả tiền kể cả Amazon nó có nhiều cái lý do ở trong đó lắm mà có những cái lý do nó cũng có lý và có cái lý do thì cũng có riêng của họ từ vì lâu nay tự vì free return nó nhiều quá hàng của họ bị tồn kho chất đóng rồi đôi lúc dục luôn thưa quý vị thì tổn hại tới môi trường thì đó cũng là một trong những cái lý do chính đáng vâng thưa quý vị thì trong đó có những cái công ty như là shopping ở Macy's này là thường thường hầu hết là free return rồi um, Agrocombry rồi trong đó H&M thì những cái công ty sau này sẽ không free return nếu mà quý vị mua online nên phải cẩn thận nha thưa quý vị nhớ là vừa rồi mới trả lại còn không thôi nếu quý vị return là phải trả cái tiền phí chứ không có free nữa thì những cái công ty như vừa mới nói ra vừa rồi Amazon là bắt đầu tính phí return 1 đô la nếu mà họ trả lại những cái mặt những cái mặt hàng tại cửa hàng UPS và Amazon gần đây cũng bắt đầu kế toán lại và thống kê tất cả những cái mặt hàng mà thường xuyên bị trả lại ở trên cái trang web của Amazon. Và những người phát ngôn của Amazon cho biết rằng là những cái danh sách có mặt hàng tỷ lệ hoàn trả cao hơn ở trong cái danh mục sản phẩm của họ thì phải sau này họ sẽ trả tiền khi quý vị trả lại free return tự vì cái tỷ suất hoàn trả đã tăng vọt rất là nhiều trong những năm gần đây. Và các chuyên gia cho biết những người mua sắm Trả lại khi mà cái giao dịch mua bán họ có thể mặc rồi, họ có thể để đó và hư rồi Khi mà trả lại tồn động vô trong kho, hàng đó không được sử dụng nữa hoặc là dục mà thôi Thì họ đã thống kê gần 17% tổng số hàng hóa mua trong năm 2022 Tổng cộng là 816 tỷ đô la vứt đi Thưa quý vị, họ không có thể bán nữa mà chỉ vô trong thùng rác mà thôi Nó đã tăng vọt rất là nhiều từ năm 2019 và thường xuyên hơn các sản phẩm bị trả lại nó nằm trong kho thanh lý hoặc là đi vô bãi rác tự vì người ta không bán được nữa và những cái trường hợp như vậy các cửa hàng cho phép đôi lúc quý vị cũng thấy đôi lúc Amazon không thèm không cho quý vị giữ cái hàng đó luôn rồi họ return lại cho quý vị cái mặt hàng khác rất là hay nhưng mà cái điều đó tự vì họ không muốn dục cái mặt hàng đó tại họ biết khi mà đem về rồi thì cái mặt hàng đó cũng dục vô trong thùng rác mà thôi mà cái đó sẽ hại tới môi trường ví dụ như là thiết bị nhà bếp trang trí nhà cửa hoặc bất cứ những cái vấn đề đó thì bây giờ quý vị sẽ cẩn thận khi mua không free return nữa nghe quý vị là không trả không phải phải trả phí khi mà trả mặt hàng lại dạ vâng à, nhớ nha quý vị return giờ là phải tốn tiền dạy đi cho nhiều người, người ta hay mua thích mua mua đại xong rồi về cứ đêm trả nữa, làm phiền những cái người đó nữa yeah. thật sự đây là một trong những hình thức em thấy cũng nên làm nhưng mà đừng có lấy phí cao quá thôi yeah. lấy phí đi một đồng nhạc, thì cũng, tưởng, cũng sao tượng yeah. trưng này cũng vui à kính thưa quý vị giá à, người ta lê thái thường nói nôm na nói nói nó nói, nói cho vui á có nghĩa là à, chị như huyền rảnh chị như huyền ra chợ mua giá về ăn ăn cho có giá <laughs> Lê Thái hay trọng như vậy có nghĩa là mình ăn cho có giá có nghĩa là tăng lên cái giá trị của mình nó giỡn thôi thưa quý vị hoặc là một số người nào đó nói chuyện vô duyên quá nó ra ngoài chợ tiệm mua mua một tô hủ tiếu bò viên về ăn mua tiếu bò viên về ăn cho có duyên <laughs> nhưng mà ngày hôm nay thì giá thật sự thưa quý vị nói đến giá thì nó hoàn toàn vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta à, chúng ta chỉ biết là nó mát thôi nhưng mà có nhiều công dụng mà từ giá mà chắc chắn rằng Lê Thái phải khi mà Lê Thái nói với quý vị sẽ hết hồn khi mà giá nó có nhiều cái công dụng như vậy kính à, thưa quý vị người ta nói rằng là nam giới á, ăn giá giá đậu giá đổ đó thưa quý vị nó có thể cải thiện chất lượng tinh trùng và tăng cái khả năng sinh sản giúp cho cơ thể của những người nam giới này à, giảm cái nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt và giá nó có vị ngọt nhẹ dùng để làm trong các nguyên liệu cho các món ăn à, xào hoặc là chúng ta ăn kèm với lại những như miếng miêu phở, hủ tiếu nào rất là ngon giàu protein chất sơ và những cái chất chống oxy hóa và Lê Thái sẽ nói cho quý vị những cái công dụng của giá À, trong phần cuối của chương trình, quý vị diễn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 Sông Ngâm Mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng của tuần và phần này phần cuối à, trước phần quảng cáo thì Lê Thái nói về những cái công dụng của giá và Lê Thái tiếp tục với những cái bản tin đó thưa quý vị à, nam giới chúng ta khi mà ăn giá nó thì nhiều người người ta cứ tưởng là giá là một cái loại rau ăn nó bình thường thôi Mà thật sự nếu như mà chúng ta khi mà đọc cái thông tin này rồi Nghe cái thông tin ngày hôm nay rồi Quý vị phải bất ngờ với những cái công dụng của nó à, Cái công dụng đầu tiên thưa quý vị Đó là cải thiện cái chất lượng của tinh trùng của nam giới 100 g giá nó chứa 24mg vitamin C Và nhiều nghiên cứu người ta cho thấy rằng là vitamin C ấy, Vitamin C là làm tăng cái số lượng và khả năng vận động Hình thái của con những tinh trùng Và dưỡng chất này còn cung cấp cái chất oxy-nitric hay là hỗ trợ những cái chức năng nội bộ, mô mạch máu và rất quan trọng cho hoạt động à, sinh lý của nam giới. À, giá nó chứa vitamin E, nhất là chất mà E alpha thưa quý vị, đây là những cái chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các dốc gốc tự do nó gây ra và cũng là bảo vệ cải thiện cho những cái chất lượng ở trong cơ thể của người nam giới. À, cái thứ hai đó là tăng lưu lượng máu. Giá nó chiếu nhiều sắt và hỗ trợ tuần hoàn máu giúp cơ thể chúng ta nhận đủ lượng oxy cần thiết cho các hoạt động nó tránh thiếu máu gây chóng mặt và yếu cơ mệt mỏi và khi cơ thể chúng ta mà càng lưu thông máu tốt đó thì phái mạnh càng dễ dàng đạt được và duy trì những cái sự gọi là à, những cái sự à, trong vấn đề mà ân ái thì sẽ tốt hơn dài lâu hơn à, rất là khỏe hơn à, thì nó vừa kháng viêm kháng sưng nữa thưa quý vị à, cái thứ ba đó là giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cho nam giới à, các nhà khoa học, học người ta chứng minh ra giá làm từ đậu xanh nảy mầm có hàm lượng axit sắc là phenolic nó cao, flavonoid nó tăng cao gấp 4 5 lần và 6 đến 8 lần so với những cái hạt đậu xanh thô bình thường. À, cái tiếp theo đó là hỗ trợ chức năng sinh sản. Nghiên cứu năm 2021 với 20 người tham gia của trường đại học khoa học và công nghệ của New York, à, những cái nhà khoa học này người ta phát hiện ra rằng rằng cái chất mà thiếu mà folate nó có thể làm tổn thương những cái DNA tinh trùng. Nhưng mà cái khi mà chúng ta ăn giá nhiều thì nó lại có làm cho uh, cơ thể chúng ta lại tăng cái chất mà folate ở trong cơ thể. Cứ 100g giá đó mươi 61g folate có thể cải thiện cái chất lượng tinh trùng và giảm các rủi ro cản trở quá trình sinh sản. Uh, và giá nó cũng dễ hỏng thuốc vị và chúng chúng ta cũng phải sử dụng uh, ngay sau khi mua tốt nhất là trong một hoặc 2 ngày hoặc là không quá 3 ngày. Uh, chúng ta bảo quản lạnh và có thể ăn giá kèm theo với nhiều cái thức ăn khác rất là ngon như là phở, uh -huh. hủ tiếu này nọ. À, nói đến cái này thì chắc là quý vị nào là đàn ông thì ngày hôm nay khi mà nghe thông tin này của Lê Thái chắc là chạy ra chợ Việt Nam mua cả đống giá, mua cả đống giá. Về chợ nhiều chợ bán lắm Chợ Mỹ cũng bán, chợ dạ. mẹ cũng bán, chợ Việt Nam là bán đủ loại giá. Ừ. Bây giờ là chợ hồi đó em thấy là ở chợ Super King hay là chợ Walmart máy chỉ chị có bán loại mà giá và giá đậu đen hay là giá giá gì đó em không biết là đậu gì. Nhưng dạ. mà nó ăn nó hơi bị nó hơi bị sơ sơ chút xíu. Dạ. Nhưng sau này người ta bán giá đậu sạch, ăn rất là ngon thưa quý vị. đồ ăn cái gì cũng có giá ngon chứ. Dạ vâng. Cảm ơn Thái. Ăn giá cho có giá nha chị Như. trông <laughs> dạ chị nữa. Hả? <cười> <cười> thưa quý vị, theo cái nghiên cứu gần đây nhất thì việc suy giảm nhận thức và trí nhớ nó xảy ra rất nhiều không những người ở lớn tuổi mà cho những người cỡ 30 tuổi trở lên hoặc là trẻ hơn xảy ra rất là nhiều thưa quý vị đó là cái nghiên cứu gần đây nhất nhưng mà bị suy giảm trí nhớ hoặc là nhận thức là do cái gen di truyền nữa tuy nhiên bên cạnh đó cũng bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố xung quanh như là môi trường hút thuốc ăn uống và những cái diet những cái heo thì mà ăn uống không lành mạnh hoặc là không tập thể dục nhiều nó xảy ra rất là nhiều thưa quý vị thì sau những cái nghiên cứu gần đây người ta đã nói rằng đó là những người thừa hưởng một cái bản sao trên đó là apoe4 có nguy cơ mắc bệnh alzheimer cao hơn so với những người không có mặc dù như vậy có thể là những cái rủi ro đó mình không thay đổi được nhưng các yếu tố rủi ro khác bao gồm như hút thuốc này bệnh tiểu đường huyết áp cao béo phì trầm cảm bị cô lập xã hội và mất Thính lập thì cũng đã xảy ra những cái bệnh mất trí nhớ, mất trí nhớ không phải là phát triển ở chủ yếu là do cái gen hay không, tuy nhiên cái nghiên cứu mới đã phát hiện ra nhiều yếu tố nguy cơ tương tự có thể góp phần gây chấn mất trí nhớ rất sớm. Thì các yếu tố rủi ro đó thì mình phải làm như thế nào thì họ đã liệt kê ra và họ đã nghiên cứu gần đây nhất với một cái số người uh, rất là rộng, họ lấy một cái sample một cái population rất là rộng để mà nghiên cứu cái vấn đề này để thì theo cái những cái nhà nghiên cứu họ khuyên rằng để giảm cái rủi ro Là duy trì cái chế độ ăn uống lành mạnh và hãy nhớ tò mò học những điều mới dành thời gian gắn bó những cái hoạt động xã hội bạn bè gia đình và ăn uống rất là heo thì đi tập thể dục này đi bộ và tìm những cái thứ phù hợp cho mình thì sẽ à, góp phần vô cho cái việc giảm trí nhớ và mình nhớ lâu hơn và bác sĩ cũng nói rằng nếu mà mình bị bệnh nhớ đi check lát thường xuyên và theo lời khuyên của nhà bác sĩ để mà kiểm soát những cái cholesterol hoặc là máu của mình hàng ngày để mà góp phần trong cái việc mà bảo vệ cái trí nhớ của mình. Dạ vâng, Kính thưa quý vị, chúng ta thấy cái dịp Tết Nguyên đáng gần tới rồi và cái vấn đề mà chúng ta đốt vàng mã, vàng mã là một trong những cái phần không thể thiếu khi những cái gọi là tập tục văn hóa cúng bái của những người Á Đông của mình ở châu của mình thường là chúng ta hay làm cứ cái gọi là cái thủ tục chúng ta đốt vàng mã cho những cái người gọi là ông bà cha mẹ những người đã khuất á những người ở cõi âm này nọ thì chúng ta hãy có những cái thủ tục đó thì cái thủ tục đó nó đã kéo dài hàng trăm năm qua rất là nhiều hàng trăm hàng ngàn năm qua nó là một trong những cái nét văn hóa của người ở đông những cái người mang cái tôn giáo đạo phật hoặc là một số đạo khác mà người ta có đốt vàng mã đó à, theo những cái thống kê thưa quý vị thì cái vấn đề mà chúng ta đốt vàng mã đó nó không có xấu nó là một trong những cái hình thức văn hóa của mỗi cái quốc gia nhất là quốc gia Việt Nam của chúng ta trong những ngày lễ Tết nhưng à, theo vừa rồi đó những cái người mà nghiên cứu về à, môi trường cũng như là những cái người mà làm trong các công tác mà chuẩn bị cho lễ hội Tết sắp tới Tết Nguyên Đán ở Việt Nam cũng như là chúng ta thấy là người à, Á Đông của chúng ta Châu Á chúng ta người Việt Nam ở ngay tại vùng Orange County này chúng ta cũng hay đốt vàng mã thì người ta khuyến cáo rằng là chúng ta nên hạn chế đốt vàng mã vì sao thưa quý vị à, thưa quý vị theo cái thời gian á, cái thị hiếu của người dân người ta nói rằng là vàng mã nó không còn đơn thuần là những cái vật phẩm nó quen thuộc à, mà được nâng cấp lên rất là sang trọng ví dụ như là đủ thứ loại hết người ta quan niệm rằng á là người ở người sống người ta ăn uống sao người ta xài cái gì thì cái người âm người ta cũng xài như vậy ừ. sinh hoạt như vậy và chết ở dưới âm phủ nó cũng sẽ xài như vậy thành ra người ta càng chế ra những cái loại vàng mã rất là phong phú đa dạng trong đó có những cái nhà lầu xe hơi có cả những cái tỳ nữ có những cái người giúp việc có những cái người rất là phụ nữ rất là đẹp xe thì audi xe tesla cũng đốt xuống ở dưới âm phủ luôn từ các loại vật dụng đời thường như là quần áo, xe đạp, xe hơi, tiền, đô la, vàng cho tới các phương tiện giao thông đi lại như là ô tô, xe máy, máy bay, thậm chí là cả nhà cao tầng, cả cung tầng mỹ nữ và cũng được làm ra để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng của mọi nhà, mọi người trong cái dịp lễ Tết hoặc là trong lúc mà người ta cúng bái. Thì cái tùy theo những cái điều kiện kinh tế mà những cái người chủ đó người ta mua những cái lượng vàng mã, mua cúng đốt nhiều hay là ít nhiều nhà người ta khá giả thì người ta mua rất là nhiều vàng mã Thưa quý vị Lê Thái đã từng chứng kiến nhà bạn Lê Thái người Hoa mỗi lần mà cúng tiền vàng mã em nói là phải ít nhất là cái tiền mua vàng mã ít nhất là từ 20 cho đến 30 triệu cách đây khoảng mười mấy hai chục năm về trước nha wow. chứ không phải bây giờ có nghĩa là số tiền rất là cao người ta bỏ tiền ra mua như vậy rất là nhiều và người ta nói là không hà tiện bởi vì khi hà tiện là chúng ta sẽ giống như là một cái gọi là không có chu đáo và nó sẽ làm cho 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 cho, cho cái người có âm người ta buồn và có nhiều gia đình người ta trong chỉ trong một cái dịp lễ mà cúng ông táo mấy ngày lễ Tết Nguyên Đán hàng năm thôi bỏ ra từ hơn 29 cho đến 30 triệu đồng để mà mua vàng mã về và đốt đối với nhiều nhà giàu thì người ta còn mua nhiều hơn như vậy nữa thế nhưng với những cái người nghèo thì sao thưa quý vị người ta mua mấy trăm ngàn đó là một cái vấn đề vô cùng cao so với chi phí mà người, người ta vẫn phải bảo đảm là việc là cúng kiến cho những người cõi âm tại vì người ta theo tôn giáo phật người ta nghĩ là là như vậy tại vì một năm có một lần người thành ra phải đốt để cho những cái người gọi là người thân quen ông bà cha mẹ chúng ta hay những người đã khuất rồi người ta có tiền người ta xài chứ kiểu mà không đốt lấy tiền đâu dưới âm phủ xài không lấy đi sinh đó người ta nghĩ rồi. như vậy rất là khổ thưa quý vị à, chúng ta đều thấy rằng là những cái gia đình đều phải chi trả một cái số tiền không nhỏ cho cái việc mà mua vàng mã hàng năm là có thật và chưa ai thống kê là mỗi năm cả nước phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu gỗ, giấy cho những cái nguyên vật liệu để làm vàng mã trước khi mà tất cả cho những cái vàng mã này được đem đi đốt ra cho. Và đó em tin là đó một con số số vô cùng lớn thưa quý vị. Và ô nhiễm môi trường từ tro nè, từ hóa chất nè, bột phẩm màu trong các công đoạn người ta làm vàng mã là nguyên nhân không nhỏ khiến cho môi trường của chúng ta thêm ô nhiễm trầm trọng hơn. Và đó là chưa kể chúng ta có nhiều cái vụ mà tai nạn như là hỏa hoạn do bất cẩn khi đốt vàng mã mà rất là nhiều báo đài cũng như thông tấn truyền thông ở Việt Nam người ta loan tin rất là nhiều về những cái vụ cháy nhà do chúng ta đốt vàng mã. Vẫn biết là tục tập tục đốt vàng mã là một trong những cái truyền thống cúng tế của Việt Nam từ lâu cũng rất là khó mà chúng ta có thể từ bỏ ngay tức thì. Nhưng mà Lê thái nghĩ rằng là chúng ta cũng phải suy nghĩ những cái ý thức về uh, hạn chế trong việc mà chúng ta cúng đốt vàng mã để mà chúng ta có thể mà Uh, tiết kiệm được tiền cũng như là bảo vệ được môi trường và lòng thành kính với thần thánh tổ tiên người thân quá cố uh, là chúng ta bằng cái tấm lòng nhiều hơn chúng ta đừng có dùng bằng, bằng cái vàng mã đó chúng ta đốt ừ. nhiều khi chúng ta uh, bình thường trong cuộc sống chúng ta bất hiếu với cha mẹ ông bà mà tính chừng mà người ta đã khuất rồi tự nhiên đốt rồi làm đám dỗ đám ma chay cho lớn lên rồi đốt tiền rút vàng vàng cho nhiều vô mà rốt cuộc là trong cái thời lúc mà người ta sống thì đối xử người ta không ra gì Đúng ba mà. ông bà cha mẹ không ra gì thì tốt nhất là chúng ta nên đối xử tốt với mọi người đang dạ. sống Hiện nay bằng cách là bằng một cái tấm lòng chúng ta thật là hiếu thảo thật là tốt thì nó vẫn ý nghĩa hơn trong những ngày lễ Tết đúng, đúng chị Như Huyền. Đúng rồi, rất là đúng. Dạ vâng, một lần nữa thì Lê Thái và Như Huyền cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 7144877889 487 Trong năm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408 -580 để đặt hàng. Như Hiền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Sài Gòn TV. Phát hành live trên băng tầng KDOC 56.10 miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 cho vùng Houston, Texas. Chương trình cũng được đang live stream trực tiếp trên lidosaigontv TV.com. Quý vị có thể bấm like và subscribe kênh Facebook và Youtube của đài để mà theo dõi những cái chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tây tháng 1 năm 2023. 24 thưa quý vị Một lần nữa thì gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình Em xin gửi lời chào đến chị Như Huy Lộn, <cười> <cười> lộn cái cười liền luôn, đầu sôi vô Vẫn còn mà. nhớ tới 2023 đúng là cũng dễ lộn lắm thưa quý vị Nhất là khi mà mình ghi xuống hơn dạ là là mình cũng bỏ đúng năm 2023 không, <laughs> không à Không phải Lê Thái lộn đâu, Lê Thái nghĩ rằng quý vị cũng lộn đó Nhiều người lắm quý vị, tình, tình trạng đó. chung dạ. dạ. Chào Lê Thái, Lê Thái khỏe không? Ở dạ, dạ em rồi. khỏe à, mới gặp chị hôm qua hôm nay thì thì mùa đông kali mà em nghĩ rằng làm nó cũng là khiến cho À, chúng ta cũng dễ thở hơn dễ chịu hơn em thì em thích mùa đông cali hơn yeah. à, chị thì nhi huyền thì em nghĩ em 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 đã từng nghe chị rất là thích mùa hè cali chị thích, chị thích mùa, thích mùa nóng, hè thôi à? nắng lạnh yes yeah. Yeah, yeah và cũng hy vọng rằng là trước khi vô chương trình nhi huyền với lê thái cũng chúc quý vị hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình vào cái năm này đau ốm quá rồi nhiều với là flu nhất ở cali đó thưa quý vị ờ, gia đình của nhi có người đi vô trong bệnh viện đó đi vô trong đó coi như là nó coi như crowded luôn thưa quý vị biết oh, bao nhiêu là người ở vô trong đó Bị bệnh nên quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe đó là điều quan trọng uống nước thật nhiều và ừ. giữ ấm ở nhất là ở Cali và những tiểu bang khác dạ vâng à, chúng ta có thể uống cà phê hay uống trà vào buổi sáng cũng có thể giúp cho cơ thể chúng ta nó ấm lên yeah. nó nóng lên ừ. nhưng mà nếu mà uống cà phê uống trà thì quý vị có thể mà chúng ta uống trà tươi thì chúng ta thấy uống thời gian lâu được nhưng mà uống cà phê thì chúng ta cũng uống một cái lượng vừa phải thôi à, cái thông tin đầu tiên là thấy đưa đến quý vị là thông tin về cà phê Hiện nay thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chỉ có những cái người lớn tuổi, những người mà gọi là U40, 50, 60, U70, 80, 90, U100 gì chẳng hạn thì người ta mới uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Nhưng hiện nay thưa quý vị, cái lứa tuổi mà uống cà phê mà cà phê nóng buổi sáng đó bắt đầu nó thu dần nhỏ 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 nhỏ, lại là cái từ khoảng chừng mười mấy tuổi, tuổi nhỏ nó đã uống cà phê rồi. Yeah. Vô trong Starbucks, nha, quý vị, khi mà Lê Thái đứng get line, Lê Thái order những cái ly cà phê đó thì thế là những đứa trẻ teenager rất là trẻ luôn mười mấy ừ. mười hai mười ba tuổi cũng có lên tháng nghĩ là lứa tuổi đó đó thì order những cái ly cà phê nóng luôn quý vị venti hay là mấy cái ly mà grande uh, bự như này là cao như này toàn là một ly cối nó rất là nhiều và là bây giờ là cái giới trẻ hiện nay thì uống cà phê rất là nhiều không phải riêng chỉ ở hoài Hoa Kỳ chúng ta mà rất là nhiều nơi trên toàn thế giới và hiện nay thì Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà người ta thống kê rằng là giới trẻ uống cà phê khủng khiếp nhiều khủng khiếp mà người ta nó phải đáng báo động luôn thưa quý vị À, cái gánh nặng học hành và cái cuộc sống căng thẳng được cho là những cái nguyên nhân khiến cho thanh thiếu niên ở à, Nam Hàn người ta ngày càng tiêu thụ cái đồ uống chứa caffeine rất là nhiều. Và theo Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh hoặc à, dịch bệnh của Hàn Quốc CDC Hàn Quốc á thì người ta tiến hành khảo sát hành vi sức khỏe của tuổi trẻ và phòng cố vấn khoảng là 60.000 học sinh trung học và phổ thông tại 800 trường trên toàn khắp đất nước Hàn Quốc. Thì kết quả công bố hồi đầu tháng 11 vừa qua của năm ngoái người ta cho biết rằng là 22.3% thừa nhận đã sử dụng đồ uống có chứa lượng cà phê in rất là cao, nhiều hơn 3 lần mỗi tuần. Và khoảng 26% cho biết rằng là các em uống khoảng 1 hoặc 2 lần một tuần cà phê. Và theo đạo luật đặc biệt về quản lý an toàn có lối sống mà ăn uống của trẻ em, thực phẩm chứa lượng cà phê in cao hơn 15mg cà in trong 100ml nước nằm trong danh mục là chúng ta phải thận trọng dành cho trẻ em dưới 18 tuổi và theo khảo sát của CDC Hàn Quốc, người ta ghi nhận là một lượng lớn những học sinh người ta phải dùng đến những cái đồ uống uống mà có hàm lượng cà phê cao như là những cái loại nước tăng lực nè, cà phê để học qua bàn vào ban đêm nè và chúng giúp cho học sinh người ta có thể là tạm thời có thêm năng lượng và tỉnh táo hơn trong lúc mà những học sinh này học vào buổi tối cùng với đó thì những cái số lượng quán cà phê giá rẻ gần trường học và những cái trung tâm ở quanh trường học á nó tăng rất là nhiều trong cái thời gian qua giúp cho những cái học trò này học sinh này tiếp thu tiếp cận nó một cách rất là dễ dàng và theo bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm hàn quốc người ta khuyến cáo thanh thiếu niên hoặc là trẻ em tiêu thụ không được quá 2.5 mg caffeine cho mỗi kg trọng lượng cơ thể và mức khuyến nghị tối đa là hàng ngày đối với người 50 kg là chỉ là 125 mg caffeine mà thôi và trẻ vị thành niên nếu như mà chúng ta uống quá nhiều caffeine thì nó cũng sẽ ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe và gây tác động tiêu cực đến cơ thể như là làm cho chúng ta buồn nôn hoặc là suy giảm giấc ngủ, lo lắng thậm chí là làm chậm quá trình tăng trưởng trưởng thành của não bộ và những cái khả năng tập trung của giới trẻ. Trong một số trường hợp hiếm thưa quý vị thì một số người bị ngộ độc luôn cả cái chất caffeine có thể dẫn đến tử vong luôn. Và để mà thực phẩm mà chứa cái hàm lượng mà caffeine cao á nó nằm ngoài cái phạm vi tiếp cận của trẻ vị thành niên thì rất là nhiều quốc gia cũng như là nhiều cái bộ an toàn thực phẩm của nhiều quốc gia CDC trên nhiều quốc gia trên toàn thế giới, người ta vẫn cảnh báo là những trẻ em nào mà chúng ta mà dưới 18 tuổi thì chúng ta nên hạn chế uống những cái loại đồ uống uh, chứa cà phê in quá nhiều. Nhưng vậy mà vẫn có rất là nhiều cái cơ sở mà cà phê, những cái tiệm bán cà phê ở khắp đất nước Hoa Kỳ cũng như là ở Hàn Quốc cũng như là Việt Nam và một số quốc gia người ta vẫn nhàn nhãn người ta bán. Và cái thức uống cà phê vẫn... Chưa bao giờ bị cấm bán cho trẻ em dưới 18 tuổi cả Chỉ có chúng ta cấm bán alcohol thôi yeah. Phải có cái license hoặc là chúng ta phải có cái ID Nhưng riêng cà phê thì chúng ta có thể uống bất cứ lúc nào bởi vì người ta nghĩ nó không có hại nhưng mà thực sự là nó có hại nếu chúng ta uống quá nhiều nếu uống quá nhiều mà trẻ em bây giờ mà uống nước acidic thiệt luôn á là bị mê cà phê luôn á rất em, em, là em mê cà, 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 cà phê lắm giống lê thái vậy em mê cà phê còn hơn 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 mê bất cứ cái gì nữa <laughs> vâng, nhưng mà tuổi lê thái là được rồi uống cà phê không sao hết tuổi lê thái là tuổi như... sao em mới có buồn tuổi chị nói tuổi lê, lê thái mấy. là sao bây giờ chị nói thẳng ở trên sống luôn nè tuổi trẻ của lê thái ý của chị là như vậy lê thái chỗ không dám thôi lần sau không dám nó chơi thôi Lê Thái nhìn rất là trẻ và âm thư quý vị mà không trẻ mà thật sự là cũng tuổi cũng rất là trẻ nữa vui lòng cho em ai mượn hát chị bao trước. biển ở trên show ai mượn chị bao biển ở trên này ờ, <laughs> thưa, thưa quý vị à, khi mà chung khi mà mình có kiến thức càng nhiều ở trong cuộc sống thì sẽ giúp ích giúp ích cho cái cuộc sống của mình và những trong mọi lĩnh vực rất là nhiều giống như tiếng anh gọi là knowledge is power Ông thưa quý vị thì ngày hôm nay như đến đây cho quý vị một trong những cái thành phố nó bị chìm lãng quên ở Trung Quốc nhưng mà cái thành phố nó nằm trong một cái hồ đó là nhân tạo đó là cái thành phố ở uh, Đao đó là một cái hồ gọi là khoai Đao ở Trung Quốc thưa quý vị mà cái hồ này nó còn nguyên một cái thành phố này nó còn nguyên vẹn luôn và rất là hoàn hảo ở dưới cái đáy hồ đó thì khi bị bị chìm trong một cái hồ nhân tạo ở Trung Quốc là một cái thành phố bị lãng quên được các chuyên gia mệnh danh đó là Atlantis hoặc là thành phố sư tử hoặc là gọi là Xi Chen nó nằm ẩn 40 m ở dưới bề mặt của hồ Khoan Đào ở phía miền đông ở Trung Quốc. Vào năm 2021, các quan chức đã phát hiện rằng cái đô thị được bảo tồn sau nhiều năm dưới nước. Cho đến năm 2017, rất nhiều người và những thợ lặn đã xuống cái hồ nước này để xem các thành phố và khảo sát những cái thành phố này. Xi được cho là xây dựng vào thời Đông Hán, từ 25 đến 200 năm sau công nguyên nó rất là xa đó là một trong những cái di tích lịch sử mà chỉ có news hoặc là mình chỉ có đọc sách vở mình mới biết được thôi. Và những nhà khảo cổ này họ đã dành thời gian rất nhiều để tìm hiểu cái thành phố này. Các bức tường thành phố đó kết có từ thế kỷ 16. Nó nằm cổng vào trái ngược với bốn truyền thống của cái thành phố cổ của Trung Quốc. Và những cái con đường rộng của nó có 265 cổng vòm có hình rồng, phượng hoàng, sư tử và điêu khắc rất là công phu vào cái thời gian lúc đó. Tuy nhiên, vào năm 1959, chính phủ Trung Quốc đã quyết định xây mực, xây dựng một nhà máy thủy điện trong cái khu vực này và đã gây sốc và làm ngập hết tất cả cái thành phố này. Chính vì vậy mà cái thành phố này nó chìm xuống cái hồ. Điều này không có đồng nghĩa là loại bỏ những cái đào tạo, những cái lịch sử của cái thành phố này. Hơn 300.000 người trong lúc đó phải di cư vì cái dự án này. Và một cái tác dụng phụ ngạc nhiên là cái điều này thành phố như là một cái viên nan trong cái thời gian mà nó bị ngập lụt những mặc dù là nó bị nhấn chìm như vậy nhưng nó không có chứa bất cứ cái thứ gì mà người ta làm cái vật liệu trong cái thời gian đó mà bị hao mòn nó nằm trong cái tình trạng rất là hoàn hảo ở dưới đáy hồ thì đó là một trong những cái kỳ quan vào cái thời gian đó mà họ đã xây dựng cái thành phố này và giờ đây các thờ lặn cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu họ đi qua từng cái tòa nhà từng cấu trúc cổng vòm đường ngôi để mà kiểm tra để mà lên lại để mà ghi lại những cái lịch sử của cái thành phố này đó là một trong những cái kỳ quan của thế giới mà đó là nằm ở ngay thành phố một trong những cái thành phố miền đông của Trung Quốc. Dạ vâng và quý vị giữ máy hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại mở trở trở lại. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Sâm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay 408-580-7565 để đặt hàng. Và quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Như Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, cái bản tin ngày hôm nay như muốn đưa đến cho quý vị những ai mà thích đi road trip có nghĩa là lái xe đi từ cái con đường này mà đi đoạn dài có thời gian, cái này là phải có thời gian at least mình đi một tuần tới hai tuần thì mình có thể đi thăm những cái kỳ quan của California. Mặc dù là Như Hiền với Lê Thái ở California, nhưng mà có rất là nhiều kỳ quan mình chưa tới và ông Lê Thái. Right ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị thì nếu mà quý vị nào có dịp mùa hè này đi chơi dắt con cái thì đi tới những cái kỳ quan này và đôi lúc trong gia đình mà có con cái mình đi road trip có nghĩa là mình lái xe đường dài cũng rất là vui và mình dần qua những cái cảnh quan đó thì nó có một cái đoạn đường là trên cái đoạn đường mình có thể đi thẳng luôn quý vị đó là cái bản đồ mình đi ở trên từ Cali thì tùy theo quý vị mà đi thì ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị một trong những cái kỳ quan và những cái nơi mà rất là đẹp của California thì cái đầu tiên đó là điểm Zabriskie, đó là một trong những cái thung lũng chết ở California. Và khi quý vị lái xe ở lên trên đó thì trong chuyến đi này thì quý vị sẽ quý vị sẽ đến thung lũng chết và nơi quý vị sẽ thấy cái vẻ đẹp đầy cảm hứng của cái những cái núi và có niên đại hàng triệu năm từ một hồ nước đã khô cạn hơn trăm triệu năm. Đây là một trong những cái kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc ở phía nam của California. Và cái thứ hai đó là một cái núi ở uh, Mojave Baker là một cái khu bảo tồn quốc gia của Lava Tube có thể trải nghiệm ở thị trấn Baker thưa quý vị. Đó là một cái hình ngày hôm nay quý vị vô đó có rất là nhiều hang và thấy một cái tia sáng rực rỡ đi qua cái lối hang động. Đó là một cái nơi tuyệt vời để mà đi đến thăm California nếu mà quý vị đi road trip. Và cái thứ hai là Arroyo Tapiado Mud Cave ở Desert State Park. Đó là một trong những cái hang động của tiểu bang này. Quý vị sẽ thấy cái hang động ở trong đó có bùn và có nhiều cái hẻm khi quý vị đi vô trong đó, tất cả là 22 hang động và dành thời gian để khám phá cái hệ thống hệ thống hang động này và nó đầy mê hoặc và nhớ rằng khi quý vị đi đến đây sẽ mang giày đi bộ phía cái hành trình này đi rất là dài và nhiều phải là leo núi rất là nhiều. Và cái thứ tư đó là Cedar Creek Falls ở ở trên cái đường của phía nam của California. Và một trong những các thác nước kỳ quan thiên nhiên đáng chú ý nhất của Nam California đó là thác Cedar Creek. Nó cao 80 phút và khá ngoạn mục để quý vị ngắm nhìn. Và cái hang động thứ năm đó là Sunny, à là hoi là đây một cái hang động biển duy nhất ở phía nam của California. Nó đi bằng có thể quý vị có thể đi bằng đường bộ và hai kình ở trên đó. Và cái thứ sáu là đá Bankes, đó là một trong những cái hang động và nó gọi là Angular có nghĩa là nước ngọt trong tiếng của Tây Ban Nha. Rock là một cái thành tạo đá rất là ấn tượng tạo nên vùng đất này ở gần 25 triệu năm. Nó có rất là nhiều cái lịch sử trong đó khi quý vị đi đến. Và cái thứ bảy là công viên quốc gia quần đảo uh, uh, Chanel, uh, Channel, quần đảo Channel. Nơi sẽ quý vị tìm thấy các hòn đảo trên bờ biển của Hoa Kỳ lê thái cười tại vì Channel chắc trong đầu đi nghĩ tới Chanel nhiều quá. <laughs> dạ vâng. Đó là một trong cái channel quan đảo. Đó là một trong những cái park rất là đẹp. Đó là một trong những cái kỳ quan được trải nghiệm. À, nếu mà quý vị dành thời gian cả tuần khi mà đi road trip ở California Dạ vâng. kính à, thưa quý vị hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái công nghệ mà trí tuệ nhân tạo AI á nó phổ biến trên toàn thế giới. À, ngày hơn cách đây khoảng mấy bữa thì đã thấy và anh Hoàng Trọng Thủy cũng qua đưa tin cho quý vị về một cái nhà hàng uh, fast, fast food nó chuẩn bị nó đã mở ra ở california của chúng ta ở bay barcelona uh, có nghĩa tất cả một cái đều sử dụng bằng người máy tất cả một cái cả uh, từ lúc mà giao uh, chúng ta order có thể và đổi luôn cái thực đơn luôn rồi đem đồ đến cho chúng ta nó nướng bánh nướng thịt ở trên đó tất cả đều bằng máy móc cả bằng ai công nghệ ai thì chúng ta thấy ai nó phát triển quá nhiều uh, liệu rằng là sau này ai nó có xâm chiếm vào trong cái cuộc sống nó có xâm phạm vào trong cái cuộc sống của chúng ta hoàn toàn hay không thật sự là tính đến ngày hôm nay ngày hôm nay thưa quý vị một số cái người lớn tuổi ở Hoa Kỳ chúng ta à, quý vị nào mà chúng ta không có để ý về cái những cái thông tin về AI thì chắc chắn là quý vị không có biết nhưng mỗi cái người lớn tuổi mà đang cô đơn ở ở Mỹ chúng ta đang có một cái máy để ở nhà cái máy này là cái máy công nghệ AI thưa quý vị cái máy này để làm gì thưa quý vị Máy này dùng để mà người ta trò chuyện với những người già cô đơn ngay tại Hoa Kỳ cũng như một vài quốc gia trên toàn thế giới nó đã được bán ra rất là ở khoảng chừng một năm trở đổ lại đây. À, cái cô mà Joyce à, Loza, năm nay cô này là 81 tuổi, là một cái người rất là già. À, cô trở về cái căn hộ của mình ở Florida và bắt đầu trò chuyện với một cái thiết bị phát ra cái giọng nữ thân thiện ở trong cái nhà nằm ở trên cái bàn phòng khách đó. Thì cái âm thanh phát ra từ cái thiết bị này nó có dáng hình như là một cái chiếc đèn bàn nhỏ quý vị thấy ở trên màn ảnh ghi nhớ những cái sở thích của cái cô này, những cái cuộc trò chuyện của cô này và rất là thú vị khi cái cái cô cô này thú vị, cái cô 81 này tuổi này cô nói rằng là cô thích trò chuyện với cái máy công nghệ AI này. Wow. Bởi vì cô sống về hưu một mình ở trong căn nhà này vô cùng buồn và cô đơn. Cách đó vài km thưa quý vị thì cũng có một cái cô tên là Desern, cô này cũng 83 tuổi cũng à, cũng sống ở trong một cái căn hộ và sống cùng với lại một cái cái máy AI này để mà trò chuyện sau khi mà chồng của cô qua đời ở trung tâm thành phố new york à, đây là một trong những cái robot thưa quý vị được bán ở ngoài thị trường có tên là eliq có giọng nữ và sản phẩm này là sản phẩm ai được thiết kế đặc biệt để mà giảm bớt những cái sự cô đơn mà nhiều người lớn tuổi cái data đang phải trải qua eliq nó, nó biết có thể là biết kể chuyện nè chuyện cười nè biết chơi nhạc nè rồi đưa ra những cái lời khuyên vô cùng sâu sắc cho cái người mà người ta đang nói chuyện với nó rồi có màn hình video cung cấp cái thông tin các tour du lịch đến cái thành phố và những cái bảo tàng nào mà những cái người này người ta muốn đến rồi cái người sử dụng á, cũng sẽ được hỏi thăm sức khỏe là uh, là khỏe hôn uh, cô dạo này cô khỏe hôn rồi cô như thế nào ngày hôm nay cô làm việc gì rồi nhắc nhở cho cái người đó uống thuốc uống nước và hướng dẫn các bài tập thể dục hàng ngày cho những cái người mà người ta sắm cái máy này và cô cho phép họ liên lạc với những cái người thân bạn bè bác sĩ trong những cái trường hợp cần cấp và có luôn một cái danh bạ những cái số điện thoại quan trọng ở trong cái máy này và Dr. Suckler là một cái giám đốc của tổ chức Intuition Robotics ông cho biết rằng là cái ý tưởng mà sản xuất cái robot Eliq uh, này thưa quý vị được bắt đầu từ 8 năm trước rồi nhưng ông nội của người đàn ông này cần người chăm sóc không ai hiểu được và không ai có khiếu hài hước và cái tình yêu với những cái nền âm nhạc cổ điển với ông của cái người sáng lập ra cái máy này thành ra ông bắt đầu nghĩ đến vấn đề là tôi phải chế tạo một cái máy Eliq để mà giúp cho những người cô đơn. Và ông thật sự ông nhận ra rằng là ông làm cái này bằng những cái cách gọi là những cái tình cảm của mình cộng với những cái công nghệ AI mà nó đã phát triển trong cái thời gian vừa qua. Và ông cảm giác là rất là nhiều người ta được hỗ trợ bởi cái máy EQ này. Trung bình là cái người dùng người ta à, tương tác với EQ hơn 30 lần mỗi ngày và sau 6 tháng thì nhận được nó, hơn 90% người sử dụng nói là họ cảm thấy vơi bớt nỗi cô đơn khi nói chuyện với cái máy này. Và cái robot EliQ có mặt ở New York, này, Florida, này, Michigan, Nevada với giá là 600 Mỹ Kim. Chi phí lắp đặt là 250 Mỹ Kim mỗi năm. Và những cái nhà sản xuất người ta đặt mục tiêu là sẽ cung cấp 100.000 robot trong vòng là 5 năm sắp tới. Là chúng ta Nếu như quý vị nào mà chúng ta đang cô đơn, đang ở nhà đang cô đơn sắm cái máy này về 600 Mỹ Kim. Phí lắp đặt là 250 Mỹ Kim, tổng cộng là 850 Mỹ Kim. Ở nhà có người trò chuyện mỗi đêm. Chắc em sắm cái máy ừ, này em thì bây giờ chắc em không có đơn. thời gian để mà trò chuyện luôn chứ em cô đơn quá chị tin không tư quý vị có gì có tin lê thái rồi chị như huyền có đang cô đơn không <laughs> chị dễ okay gì? em dễ gì cái máy này đối với như huyền là đồ bỏ như huyền còn có những cái người mà mà mà, mà gọi là những cái trò chuyện mà thủ thủy mà kế bên lỗ tay nữa chứ không phải mà xa xa cỡ nãy trên bàn nữa em nói em đi mà em lúc nào cũng bưng chị ra tại vì em em thích chọc chị á thật sự là chọc chị đó. em thích em thích cái cách mà chị đối đáp với em ấy nó kiểu mà nó dễ thương mà nó hiền hiền mà nó ngu ngơ mà nó... <laughs> nó nói chung là nói chung là thích thích nói chuyện thích chọc chị đó thích chọc gì huyền lắm thưa quý vị <laughs> cảm ơn lê thái thưa quý vị ngày hôm nay giờ đưa cho quý vị đến bản tin mà quý vị thấy trên amazon cái gì bán cái gì họ cũng có hết mà gần đây có một cái một cái giá nó lúc trước nó đã bán hết sạch luôn rồi bây giờ nó bát từ stock thưa quý vị đó là guest house đây cho những ai mà có cái nhà có sân sâu nhiều mà mình muốn một cái guest house cho khách tới thì mình cho ra ngoài đó ở một cái giá cũng rất là phải chăng từ 2.000 cho tới 4.000 tùy theo uh, quý vị mua nhưng mà về mình phải lắp rác đó không phải là cái smart house thưa quý vị người ta gọi là guest house mình để trong cái sân phía sau của bác do của mình mà thôi thì ngày hôm nay như đưa cho quý vị xem thì đó là những cái hình về những cái bát gia những cái nhà mà guest house ở trên Amazon bán tùy theo cái giá từ nó rơi cái range từ 2.000 tới 4.000 đó là một cái căn nhà này 172 phút vuông và khi quý quý vị đem về thì quý vị lắp ráp khoảng chừng 1 tới 2 ngày có lúc mình lắp ráp chỉ có một ngày mà thôi thì cái giá của nó là như Huyền cũng nói quý vị click vô trong Amazon quý vị cũng thấy đó là những nơi cần thiết để mình tới hoặc là mình nghỉ ngơi hoặc là cho khách khi mà tới nơi mà nó rất là thuận tiện Tuy nhiên khi mà vô cái căn nhà này quý vị mà muốn lắp ráp đèn hoặc là những cái gì thêm hoặc là SVAC là điện rồi vậy thì quý vị phải tự lắp ráp nó không có có thưa quý vị mình phải tự hoặc là nước nhưng mà khi quý vị mua gỗ về và nó có đủ loại hết gỗ bằng gỗ cũng có sơn lên cũng có nhưng mà về nó bán từng từng miếng từng miếng vậy về quý vị lắp rác cũng rất là mau thì đó cũng nhất là tiền lợi nếu mà quý vị nào mình không muốn xây nhà thì mình có một cái guest house rất là đẹp ra đó ngồi chơi uống cà phê vào buổi sáng hoặc có khách đến để mà bỏ cái giường ở đó. thì họ thoải mái hơn rất là nhiều dạ vâng và quý vị dũng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bởi trời trở lại Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 Xăm ngâm mật ong Miss Linh và Hà Thủ Ô Miss Linh, gọi ngay 408-580-7565 để đặt hàng. Cảm ơn quý vị vừa dưới làn sóng của Lido Saigon TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần cùng như Huyền và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, đau tim là một trong những cái căn bệnh mà thật sự nếu như mà chúng ta không bảo vệ trái tim, quả tim của chúng ta một cách tốt nhất đó, trong cái thời điểm mà trước đó đó thì có thể là những cái cơn đau tim nó sẽ ập đến bất ngờ. Tại vì chúng ta không biết trước được những cái cơn đau tim nó sẽ xảy ra như thế nào. Những cái người mà có tiền sử về bệnh tim mạch đó, thì người ta càng phải chúng ta quan tâm nhiều hơn đến cái trái tim của chúng ta. À, trong cái những nghiên cứu vào những cái năm trước thưa quý vị từ năm 2004 người ta không biết lý do tại sao mà cứ những cái tuần vào cuối năm dương lịch có khoảng là từ khoảng từ là ngày khoảng từ ngày 20 cho đến ngày 31 tháng 12 thưa quý vị thì người ta nói rằng cái số lượng mà những cái người mà bị tử vong và nhập viện vì mà bệnh tim mạch đó, nó tăng vô cùng cao trong những cái tuần cuối cùng của năm và uh, tất cả các nhà khoa học và giới y tế người ta bắt đầu người ta nghiên cứu người ta mới nói rằng là nhiều người mà bị nhập viện trong đó thì nó có một cái nguyên nhân thưa có có nhiều cái nguyên nhân mà những cái nguyên nhân này đều là những cái nguyên nhân hợp lý mà từ CDC cũng như là những cái người làm trong ngành y tế về cái bệnh tim người ta đưa ra trong cái mấy ngày vừa qua à, theo nghiên cứu ở trên cái tạp chí mà Circulation đây là một cái tạp chí hàng đầu của hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ báo cáo rằng là cái số tử vong do tim tại Hoa Kỳ xảy ra vào ngày 25 và 26 tháng 12 nhiều hơn bất kỳ ngày nào trong năm À, và theo báo cáo của rất là nhiều cái bệnh viện trong cái thời gian vừa qua. Nghiên cứu khác của tạp chí khoa học Anh thực hiện tại Thụy Điển cũng chỉ ra rằng là tổng số các ca đau tim trong cái kỳ nghỉ đông nó đã tăng đến 15% so với những cùng kỳ của những năm khác, những năm trước đó và các chuyên gia người ta cũng đặc biệt lưu ý là ca bệnh nó tăng đến 37% vào ngày 24 tháng 12, tức là có nghĩa vào vào ngay đêm giáng sinh. Nó đạt đỉnh lúc khoảng 22 giờ tối và xảy ra thường xuyên hơn ở những người trên 75 tuổi, những người mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch trước đó có tiền sử của bệnh tim mạch. Và theo cái những cái chuyên gia này người ta nói là thật cái thời tiết mùa đông nó làm tăng cái nguy cơ bị đau tim do những cái lưu lượng máu thưa quý vị nó bị hạn chế, các động mạch của chúng ta nó có thể bị co lại ở những cái nhiệt độ lạnh vào cái đêm giáng sinh đó. Thật ra những cái ngày nghỉ lễ cũng khiến rất là nhiều người người ta căng thẳng vì tiền bạc nào, họp mặt gia đình và ăn uống quá mức. À, theo cái tạp chí mà Contouras, thưa quý vị, là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất dẫn đến cái đầu tim đột quỵ là mọi người bỏ qua là các dấu hiệu cảnh báo và những cái triệu cái triệu chứng vô cùng quan trọng trước đó. À, sự phấn khích xung quanh là những cái ngày nghỉ lễ có thể khiến cho chúng ta ngó lơ những cái biểu hiện của đau tim hoặc là bệnh cao huyết áp. Và trong những cái ngày này thì người bệnh ít có xu hướng đến bệnh viện hơn và người ta tập trung vào cái vấn đề mà gia đình nhiều hơn và tất cả những cái yếu tố này nó kết hợp với nhau gây ra một cái hội chứng gọi là hội chứng tim mạch kỳ nghỉ mà giới chuyên gia người ta đặt tên cho nó hàng năm thì trong những cái kỳ nghỉ lễ này thì hàng triệu người người ta tự nhiên người ta đột ngột thay đổi những cái thói quen ăn uống và chúng ta cũng biết rằng là rất là nhiều cái 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 ngày lễ trong đó thí dụ như Thanksgiving hay là những cái ngày lễ mà Christmas đó, thì chúng ta ăn rất là nhiều New Year nữa thì đối với nhiều người thì cái đồ ăn của mùa lễ hội và các với buổi họp mặt giao lưu á là những cái thành phần không thể thiếu ở những cái thời điểm cuối năm mà chúng ta hay party. Tuy nhiên thì quan điểm cho rằng là cái thời gian để buông thả này sẽ gây ra cái tác hại rất là lâu dài, đặc biệt là đối với những người có sẵn các vấn đề về tim mạch và huyết áp. Thành ra những cái vấn đề mà chúng ta tiêu thụ rượu nào, gây ra nhịp tim không đều, còn gọi là rung tâm nhĩ, hoặc là chúng ta căng thẳng, mất nước, ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc là ăn mặn cũng có thể gây ra chứng loạn nhịp tim ở một số người, làm tăng nguy cơ như là đau tim và đột quỵ và rất là nhiều trường hợp trong từ năm 2004 thì trên tạp chí mà Circulation á, người ta nói rằng cái tỷ lệ mà bệnh tim á, nó tăng lên 45%, 4.65% thưa quý vị, 4.65% ở những năm đó và đến bây giờ này nó tăng lên đến rất là cao 15% ở trong năm 2023. Thành ra quý vị nào chúng ta mà chúng ta ăn uống mà vào những cái dịp lễ cuối năm đó, hai uh -huh. người lớn tuổi chúng ta nên để ý bệnh tình đi khám trước đó hoặc là thủ sẵn bệnh cái thuốc tim hoặc là chúng ta đừng có uống alcohol nhiều vui vẻ thì cũng đừng có vui quá mức vui vừa vừa thôi. Thí dụ người ta chọc cười mình thì mình đừng có cười ha 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 ha. Mình cười kiểu kiểu, kiểu mỉm mỉm thôi. Để cho mình nó có bị mỉm, bị mà bị bị tăng máu đột đột xuất nó bơm lên đến não đến tìm không kịp nó cũng bị bị đột quỵ nữa. Đừng cười đó, ha, đó. ha ha nha, cười mỉm mỉm thôi. Cười mỉm, mỉm cười, cười đẹp giống Như Huyền vậy. Đó. 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 Nhiều Thông tin mà chưa thấy rất là ý nghĩa. À, nhiều khi chúng ta không để ý và quý vị xem đi những cái thông tin mà rất là nhiều cái ca mà tử vong về bệnh tim vào cái tuần cuối của năm rất là nhiều, rất nhiều. Nhớ cẩn thận nha quý vị. Thưa quý vị, ở California quý vị nào có nghe tới một cái lake, đó là một cái hồ lớn nhất ở miền Nam, ở cuối miền Nam của California, đó là Salton Sea thưa quý vị. Cái thành phố này nó nằm ở cái hồ này nó nằm ở thành phố Salton City đi về phía Riverside ở phía cuối của miền Nam California. Nơi này đã từng thu hút rất là nhiều khách du lịch và những người tới xem, nhưng mà lâu nay nó đã được bỏ quên. Thì vừa rồi những nhà khảo sát họ đã tìm thấy vàng trắng rất là nhiều ở cái hồ này. Thì như sẽ nói cho quý vị cái lịch sử của cái hồ này như thế nào và vàng trắng họ tìm như thế nào và họ có kế hoạch làm gì với những cái vàng trắng đó. Thì theo nghiên cứu của Hoa Kỳ cho biết bộ năng lượng đã tìm thấy cái hồ khô cạn này nằm nó nằm giữa thung lũng Coachella và Imperial ở phía cuối của miền Nam sa mạc của California nó tràn ngập vàng chám đủ để chế tạo pin cho 375 triệu chiếc xe điện là nó nhiều tới cỡ nào? cái điều này khiến trở thành một trong những cái mỏ nơi mà họ khai thác lithium lớn nhất trên thế giới và các nhà phân tích của đại học California Berkeley cho biết là đo cái nồng độ lithium trong đá của biển Soton tạo ra các mô hình máy tính đã ước tính sản lượng tiềm năng của nó có được sử dụng trong 30 năm tới Họ cũng đã xem xét các kịch bản để thu hồi kim loại, cung cấp năng lượng cho mọi thứ EV đến điện thoại, máy tính và tất cả máy tính sách tay và dụng cụ thiết bị điện. Phân tích của họ cho thấy những tiến bộ công nghệ khu vực này có thể sản xuất hơn 3.400 kiloton lithium và tạo ra sự bùng nổ kinh tế cho cái khu vực này. Và cục điều tra dân số 21% trong dân số của chúng ta là cần những cái cục trạc điện như vậy trong nhiều năm nay các chuyên gia uh, đã biết biển có chứa lithium nhưng tới bây giờ họ mới chính thức kiếm được và ước tính được bao nhiêu họ có thể khai thác ở tại cái hồ này biển soton là hồ lớn nhất của california được hình thành khi nước lũ chuyển hướng của sông colorado đã bị phá vỡ bởi một cái kênh thủy lợi vào năm 1905 trong những năm qua nước của nó đã bị duy trì bởi cái dòng chảy thủy lợi và ngày càng trở nên mặn và ảnh hưởng đến cá và động vật hoang dã. Chính vì vậy mà nó bị bỏ hoang. Và là những con vật sống ở đó cũng chết dần và ô nhiễm và hồ cũng bắt đầu bị cạn nước. Và các nhà nghiên cứu từ UC Riverside đã phát hiện ra rằng hồ đã mất khoảng 1 phần 3 lượng nước trong 25 qua và cái lòng hồ bị khô. Nhưng mà họ sẽ sử dụng cái hồ này để phát triển lithium là vàng trắng cho những chiếc xe sạc điện sắp tới đây. Dạ vâng. Uh, chị như huyền trong uh, trong uh, lúc mà chị hồi đó xưa giờ khi mà chị làm việc chung với lại những người đồng nghiệp á đừng ừ. nói chuyện với lê thái nha em thì em không dám cãi lộn với chị hết uh, <laughs> trước đó thì ở trong cái công ty phần mềm software của chị này nọ hoặc là ừ. những cái công ty khác từ xưa giờ chị như huyền làm đó thì có bao giờ mà chị xích mít hay là chị gây lộn hay là chị bất đồng bất hòa ý kiến với một cái số người cô quốc nào của chị trong đó cũng có chứ tại vì làm quá năm, lâu rồi và đa, đa số là nam, nam cũng, à? yeah, na, từ vì là đa số à. sóc quen mà thưa quý vị hầu hết là như làm việc với nam nhiều hơn là nữ đẹp vậy mà cũng bị người ta cãi lộn luôn bị nam cãi lộn luôn cũng không có cãi lộn với là mình có cũng tự nhiên là có bất đồng ý kiến mà nam lúc nào từ vì mình nữ mà người ta cũng phải nhường mình chút xíu đúng rồi nhường chứ là như một cành cành hoa vậy đó mà là không không mình chỉ cãi lộn nở nó mà cãi lộn với chị Như Huyền Đã. em mà làm mà làm việc chung với chị Như Huyền cưng không hết nữa đó mà, mà, mà... nhớ nha, nhớ nha, nhớ nha, khi nào chị chọc em giận em đừng có gây với chị Cái lộn à, cái thưa quý vị um, khi mà chúng ta xích mích với một người đồng nghiệp nào đó thì cái chuyện mà chúng ta đối diện với người đó hàng ngày ở trong cái sở làm đó Đó là một cái gọi là một cái gọi là một cái gọi là một cái cực hình khi mà chúng ta gặp người đó ừ. ờ, không thích mà không bằng mặt mà không bằng lòng có nghĩa là gặp nhau mà đã gây gây lộn với nhau rồi mà tự gặp nhau mà vẫn phải cười tươi thì giống như là chúng ta giả tạo vậy nó mệt ừ. mỏi lắm đó là một cái công những cái, cái môi trường làm việc mà khi mà nó xảy ra chuyện đó là thì chúng ta nên hạn chế để mà nó xảy ra những vấn đề đó mà cũng khó lắm tại vì chính người mình ý trong cuộc sống và trong công việc nữa nhiều khi là bất đồng một cái số cái vấn đề đứa nào nó nhỏ nhỏ thôi hoặc là uh, hôm ngày hôm đó cái tự nhiên cái, cái người đồng nghiệp của mình bị chồng chồng chửi hay là vợ vợ chửi tự nhiên đem về cái đem vô trong chỗ làm cái đổ hết lên đầu mình thành ra là nhiều cái chuyện mà chúng ta cũng rất là bất ngờ khi mà chúng ta đối diện với đồng nghiệp mà có những cái chuyện xích mích như vậy thì một cái chuyên gia ở trong ông John Bauer thưa quý vị ông là một cái huấn huấn luyện viên về cái cách mà giao tiếp ở trong vấn đề mà trong sở làm người Mỹ ông nói rằng là ông khi mà chúng ta nói chuyện trước công chúng hoặc chúng ta đối diện với những cái người cô quốc cơ đó thì chúng ta phải làm như thế nào để mà chúng ta đối diện với một cái người mà chúng ta chưa từng xích mít hoặc là chúng ta đã từng xích mít rồi thì những cái những cái tip để mà chúng ta vào chỗ làm á chúng ta đối diện với họ thì Lê Thái sẽ trình bày đến quý vị sau một vài thông tin thư thương mại quý vị dũng hành chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho này chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 sâm ngâm mật ong Miss Linh, và hà thủ ô Miss Linh, gọi ngay 408 580 7565 để đặt hàng. kết thưa quý vị, trước phần quảng cáo thì Lê Thái có nói về vấn đề mà chúng ta giao tiếp trong cái chỗ làm khi mà chúng ta đối diện với một cái người co-worker nào mà chúng ta đã từng xích mít. Thì cái ông chuyên gia là ông John Powell, ông nói rằng là cái đầu tiên thưa quý vị là chúng ta hãy gợi mở bằng một cái câu hỏi. Gợi mở bằng một câu hỏi là như thế nào? Chúng ta có thể tiếp cận cái người đồng nghiệp đó bằng một cái không gian riêng tư nơi mà cả hai người cảm thấy là thoải mái để mà nói chuyện thẳng thắn với nhau. Và trước khi mà bắt đầu trò chuyện thì chúng ta kiểm tra những cái ngôn ngữ cơ thể cũng như là giọng nói của mình xem là có cái cường độ phù hợp hay không để mà chúng ta nói chuyện để mà đối đáp với người ta một cách đúng hơn. Nếu như cái người đó người ta không thoải mái tự tin, tự nhiên để mà nói chuyện với chúng ta đang buồn phiền đó thì chúng ta sẽ tiếp cận theo một cách thân mật hơn và phải giải quyết những cái điều hiểu lầm trước đó hoặc là đang diễn ra để mà chúng ta không có những cái xích mích trong quá khứ. Cái thứ hai đó là xin lỗi nếu nếu cần thiết có quý Nếu đồng nghiệp chúng ta phản ứng thì chúng ta hãy tạm ngưng và điều này có vẻ như là không công bằng với với bản thân mình nhưng chúng ta cũng được có trả lời cũng được có gây lộn gì cả và chúng ta sẽ ngưng cái cuộc nói chuyện đó và đi ra chỗ khác và có thể là chúng ta sẽ dùng một lời xin lỗi nào đó cho dù chúng ta không có lỗi, chúng ta vẫn có thể trao cho họ một lời xin lỗi để cho cái không khí nó bớt căng thẳng và mình làm cho người ta nguôi giận đi rồi chúng ta có thể có thời gian khác để mà chúng ta giải thích. Và một cái, cái 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 thứ ba thưa quý vị, đó là ông chuyên gia này ông nói rằng là cái vấn đề mà chúng ta kiểm soát hành vi bản thân rất là quan trọng bởi vì khi mà chúng ta chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng thì khi chúng ta không kiểm soát được cái hành vi cơ bản thân ở trên khuôn mặt của chúng ta thì đôi lúc đó, trong vấn đề mà những cái vấn đề đã xảy ra rồi chúng ta thấy người ta có có thể hiện một cái cách nào đó coi thường hoặc là khinh khỉnh với ta tự nhiên tao ra tự nhiên đã gây lộn rồi mình không muốn nhìn mặt nó rồi mà tự nhiên vào nó khinh khỉnh với mình nữa giống như là muốn 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 gọi là muốn muốn chữ lộn nữa thành ra, thành ra chúng ta nên kiểm kiểm soát được cái hành vi của chúng ta ngay thời điểm đó nhiều khi có những cái chuyện mà người ta không quên được nhưng mà chúng ta hãy bỏ qua để mà có thể là chúng ta dị hoài vi quý để cho cái cuộc sống trong vấn đề chúng ta làm việc nó, nó nhẹ nhàng hơn mà chúng ta đối diện hàng ngày mà gây lộn nhau nó mệt mỏi lắm luôn yeah. em đã từng như vậy rồi thành ra mình thấy mình không có gọi là chuyện mà tay bay vãi gió mình không có đụng đại đại ai hết Mà tự nhiên tự nhiên ở đâu nó ập đôi vô đầu mình thành ra mình có những cái cách xử lý mà anh Lê Thái thấy, thấy rằng ông này ông chia sẻ rất hay có nghĩa là thôi xin lỗi cho nó xong yeah. cho dù chúng ta không có lỗi xin lỗi cho nó xong rồi thôi người ta thì thầy thời, 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 thời gian sau thì người ta cũng biết là người ta làm đúng hay sai, người ta sẽ đúng suy xét lại bản thân người ta, đúng ừ. không chị? đúng rồi, rất là chị đừng đúng. đừng có làm em buồn nha. <laughs> chị hứa, quay là chị quay, chị nhắc là... chị chứ. <laughs> Thật luôn á, chị làm em buồn là em xin lỗi chị đó. Ok. Nhớ Cảm ơn em. Em, em. Chị buồn là em xin cứ làm lỗi em buồn để em xin lỗi. <laughs> Chặt lại thái thôi. Thưa quý vị, cái bản tin nó rất là thú vị, rất là đúng. Thưa quý vị đó là những cái lời khuyên khi mà mình đi làm. Thưa quý vị theo một cái nghiên cứu rất mới gần đây cho biết rằng khi mà chăm sóc bệnh nhân ở trong những cái bệnh viện mà do những cái công ty cổ phần mua lại họ nói rằng thì ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân nhiều hơn và nguy hiểm nhiều hơn cho bệnh nhân. Đó là cái lý do tại sao. Nhưng mà những cái nghiên cứu này là họ đã nghiên cứu từ lâu rồi, từ năm này qua năm kia, họ thu thập những cái data những cái dữ liệu để mà đưa ra cái vấn đề này. Tuy nhiên họ vẫn tiếp tục thu thập và để nghiên cứu thêm. Họ không đổ đồng tất cả nhưng hầu hết cái phần lớn là như vậy thì ngày hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị cái nguyên nhân và lý do tại sao thì nghiên cứu sâu rộng gần đây cho biết theo cái tạp chí Sharma đã xem xét tỷ lệ 10 dụng những cái tác dụng phụ nghiêm trọng xảy ra khi chăm sóc y tế tại 51 bệnh viện sau khi được mua lại bởi các công ty cổ phần tư nhân. Và các nhà nghiên cứu đã so sánh kết quả đó với tỷ lệ biến chứng tương tự tại 259 bệnh viện thuộc sở hữu công ty cổ phần không phải của tư nhân là của công cộng ở của public đó thưa quý vị và các công ty cổ phần tư nhân đã mua lại cái hệ thống lớn, tức là những cái hệ thống như là viện dưỡng lão, hệ thống sức khỏe, hành động của nhiều bác sĩ tư nhân và nghiên cứu họ đã chỉ ra rằng cái quyền sở hữu cổ phần tư nhân có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao hơn đối với những bệnh viện dưỡng lão và tăng chi phí nhiều hơn cho nhận hơn so với những cái bệnh viện công. Và đầu tháng này, theo ngân sách thượng viện công bố cái điều tra về tác động của việc mua cổ phần của những cái công ty đó cũng xảy ra rất là nhiều và các nhà nghiên cứu đã phân tích kết quả gần 5 triệu ca nhập viện qua cái hệ thống dữ liệu yêu cầu của Medicare và các nghiên cứu cho thấy là họ xảy ra rất nhiều so với những cái bệnh viện tư nhân và các nhà nghiên cứu họ đã thực hiện nghiên cứu khi có một cái số bằng chứng và họ đã thu thập thu thập những cái bằng chứng này rất là nhiều năm rồi và tác giả nghiên cứu đó là tiến sĩ Uh, Zsuri Son cho biết sự gia tăng này được thúc đẩy bởi 27% trong đó cái số lượng té ngã của bệnh nhân và xu hướng xảy ra nằm chung ở trong bệnh viện sự gia tăng 38% với các ca nhiễm trùng ở trung tâm và liên quan đến chăm sóc ICU và nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng những cái công ty cổ phần khi họ mua lại thì cái giá tăng cho bệnh nhân nhiều hơn và họ sa thải những cái bệnh nhân những người mà làm việc những cái nhân công lao động trong đó với cái số lương có cái tiền lương cao hơn và thu thuê những người mà có cái tiền lương trả lương thấp hơn để mà họ có lợi nhuận nhiều hơn thì tuy nhiên đây là không đổ đồng hết tất cả thì họ đã đưa ra cái nghiên cứu này và họ vẫn tiếp tục nghiên cứu để đưa ra những cái con số chính xác nhiều hơn là bao nhiêu à, bệnh viện đã xảy làm những cái điều đó dạ vâng chị Diệu Huyền này <laughs> Hỏi nữa. <laughs> hỏi nữa, mỗi lần nghe Lê Thái hỏi chị nhiều, chị, chị sợ dữ lắm luôn, chị <laughs> giật mình hết trơn. Chị về Việt Nam cũng nhiều lần rồi đúng không? Chị có về không? một lần, rồi, cách đây 13 ừ, năm, cách năm là gần, năm, gần đây chị mới về lại một lần. Dạ vậy. vâng, nhiều người ở bên đây Việt Kiều chúng ta rất là thích về Việt Nam, nhất là những cô phụ nữ rất thích về Việt Nam. Hi. Mà không có đi, không đi ăn, đi uống ở nhà tự nhiên về xong rồi cứ tự nhiên rú rú ở trong phòng, ngủ trong phòng, không có tiếp xúc ai luôn, không úp hình ăn uống luôn, là chị biết đi đi đâu không? đi đâu đi đâu đi ơi, về mới đi, đi về, về việt, nam, việt nam, nam quá mà không có chứ không ướp hình ăn uống không ướp ướp hình đi chơi với oh. ai hết tất cả luôn rú rú ở trong phòng luôn đi giải phẫu thẩm mỹ thưa quý vị oh. <laughs> à, không biết là chị như huyền sau oh. cái, cái cái thông tin này là không biết là chị như huyền là em hỏi chị như huyền là từ, từ xưa giờ chị như huyền có có, có có tình trang gì trên 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 người chứ? Chị sợ kim kim chị sợ lắm, kim chị chảy. sợ đau, cái tính nhát lắm quý vị. Sợ có nghĩa đau. là trên tất cả khuôn mặt, mũi, mắt, mũi, miệng tất cả luôn thú vị. Chị như Huyền là hoàn toàn người ta gọi là natural, natural. anh uống heo thì thôi thưa quý vị. Natural vô, <laughs> natural, <cười> natural, <laughs> natural, <laughs> natural. <laughs> uh, thưa quý vị, hiếm có ai mà có được một cái gọi là cái nét đẹp sắc vóc, mặt mũi khôi khôi ngô tuấn tú hay là đẹp gái để trai sinh gái sinh như là chị như huyền là chúng ta có đẻ sẵn ở, ở trong trong bụng ra rồi ừ. à, lê thái thì không dám nói lê thái đẹp trai nhưng mà cũng là tự nhiên cũng không có đụng kẹo gì dao kéo gì hết nhau rất mình. là tự nhiên không có son môi nha cái này là cái nói thật <laughs> luôn tại quý vị cứ nói tư thái son môi tức là mới nói đâu yeah. rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua năm 2023 một cái bác sĩ cô là bác sĩ cô tên là cô tú dung là giám đốc một bệnh viện hàn quốc tên là gw cô này cho biết rằng là bệnh viện của cô trong năm 2023 tiếp xúc hơn một triệu việt kiều ở rất là nhiều quốc gia người việt nha về việt nam để mà giải phẫu thẩm mỹ tân trang nhan sắc và sửa sắc đẹp và trong đó thì những cái lượng khách mà cô nói rằng ở mỹ rất là nhiều chiếm số đông nhất tiếp theo đó là australia và canada là những cái quốc gia rất là đông người việt của chúng ta về để mà sửa sửa sắc đẹp đa số là việt kiều người ta chọn về nước sửa sắc đẹp vì thưa quý vị đầu tiên là cái giá nó hợp lý cái giá nó, nó rẻ hơn rất là nhiều và chi phí đi lại không quá đắt đỏ người ta có thể kết hợp với lại việc mà người ta thăm gia đình bạn bè này nọ và rất là nhiều cái ca mà người ta có thể là nâng nâng vòng 1 lên vòng 2 vòng 3 người ta có thể hút mở bụng với giá rất là mềm so với chúng ta làm ngay tại Hoa Kỳ như quý vị cũng đã biết thì khi mà chúng ta làm một cái ca nâng ngực ở Việt Nam giá từ 80 đến 100 triệu đồng mà thôi nhưng mà ở Hoa Kỳ chúng ta là ít nhất là 7.000 đồng ừ. ít nhất là 7.000 đồng rồi hút mở bụng ở Việt Nam chúng ta là khoảng chừng là từ 2.000 Mỹ Kim thôi ở bên đây hút mỗi bụng là 5.000 Mỹ Kim wow. rồi nhiều cái nhiều cái chuyện mà chúng ta ví dụ và làm đăng sứ làm đăng nại nọ đó thì một cái đăng sứ ở Việt Nam chúng ta làm chỉ có 5 đến 7 triệu một cái thôi bên đây làm cả cả ngàn cả hai ngàn cái yes. có có người làm ba bốn ngàn một cái thành uh -huh. ra đó là một trong những cái vấn đề mà người ta muốn về Việt Nam người ta sửa tân trang sắc đẹp như vậy và nhiều người người ta nói rằng là Cả đời, dù khi người ta làm cả đời ở bên nước ngoài, bên Mỹ cũng không có đủ tiền để người ta để tân trang sắc đẹp. Ừ. Nhưng mà người ta làm như vậy khoảng thời gian khoảng vài năm thôi người ta có thể đủ tiền để về Việt Nam. Người ta có thể tân trang lại nhan sắc của người ta rất là nhiều. À, nhiều cái cơ sở người ta nói rằng là mọc lên trong năm 2023. Hiện nay ở thành phố Sài Gòn có khoảng là 7.000 cơ sở cung ứng cái dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ. Nè. Trong số này thì có gần là 600 cơ sở do Bộ và Sở Y tế ở Việt Nam người ta cấp phép, chiếm chưa tới 15% cho đến tổng cái số lượng mà những cái phòng khám người ta mở ra. Còn lại là 85% do tất cả các quận, huyện và thành phố ở sở tại, người ta cấp cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc là những cái gọi là không có chuyên môn y tế thập tịnh. Thành ra nếu như quý vị nào chúng ta và là vị kỳ mà chúng ta về Việt Nam chúng ta làm đẹp á, thì cũng phải chọn những cái chỗ uy tín để mà làm đẹp có cái tân trang phải tân trang cho đẹp chỗ uy tín tốn hơn chút xíu thôi nhưng mà đừng có kiểu mà đi mà gọi là đi tiêm filler dạo em thấy nhiều người đi hey sửa mũi dạo tiêm filler dạo rất là nhiều cái làm cho khi mà đến Như dịp chừng. mà cận tết nó, nó mặt nó sưng nó hư hết trơn ừ. mà đa số là chị em phụ nữ hay về việt nam tân trang gian sắc để mà ăn tết ăn tết lớn dễ sợ <laughs> làm xét lại. Yeah. Có nhiều chị về Việt Nam nguyên trước dịp Tết là quốc nguyên một cặp bưởi năm rồi, ruột đỏ. Lên về nhà ông, ông, ông về nhà ông về nhà ông chồng hết hồn luôn. Rồi, tự nhiên mà qua tới khi qua lại Mỹ ông chồng nhìn hết hồn luôn. Tự nhiên nhìn không phải vợ mình nữa, ở đâu mà sai SSL gì vậy? <laughs> SSL. À, Nó vui thôi nhưng mà đây là một trong những thông tin cũng rất là ý nghĩa. Quý vị yeah. có thể là chúng ta nên tham khảo những cái phòng khám thẩm mỹ nào uy tín và có giấy phép hành nghề đàng hoàng, bác sĩ uy tín nhiều người ừ. người ta ra vào đó người ta đánh giá năm sao thì nhớ vô chứ đừng, cẩn thận đó, cẩn thận yes, nhiều yeah. lắm không tìm mất tật mang nha quý vị yeah. một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ Như Huyên và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.